Vô lượng vô biên vô số thế giới Giống cái đại thiên thế giới này là Quá nhiều, quá nhiều Trong mỗi một thế giới Có hàng sa Phật Giống thế giới ta bà của chúng ta gì Thích ca Mâu Ni Phật nói ở trong giai đoạn này Trong giai đoạn này gọi là hiền kiếp Chính là nói về cái đại kiếp này cái chữ kiếp này là phật gì chúng ta mà nói ra đơn vị thời gian ngày nay chúng ta nói đơn vị của thời gian là ngày tháng năm trong ngành thiên văn thì tính khoảng cách được bằng năm ánh sáng vận tốc của ánh sáng một năm đi được bao xa đơn vị năm ánh sáng này các nhà thiên văn học gọi là lượng thiên xích khoảng cách lượng thiên dùng cách này để tính toán hệ ngân hà chính là chúng ta ngày nay nói cái ngân hà này đường kính của hệ ngân hà từ bên này qua bên kia cái khoảng cách này bao xa các nhà thiên văn học nói với chúng ta nếu dùng năm ánh sáng để đo là 20 năm ánh sáng. Cái con số này không có cách nào để tính toán. Ánh sáng là một giây đi được 300.000 km. Bởi vì cái vũ trụ này quá lớn, quá lớn. cái giai đoạn này là hiện kiếp trong hiện kiếp này có một ngàn vị Phật ra đời Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là vị Phật thứ tư tiếp theo vị Phật thứ năm là Phật Di Lặc Bồ Tát Di Lặc trong tương lai đến thế gian này thị hiện thành Phật ngài là vị Phật thứ năm Chúng ta nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật Có phải thật sự Đã nhập diệt rồi hay không? Không phải Bằng nghĩ thử xem Khu vực của Ngài Giáo Hóa rộng lớn như vậy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Ngài xuất hiện ở nơi này của chúng ta rồi Ngài đi Ngài lại đi đến thế giới khác giống như chúng ta đem đại thế giới này so sánh với quả địa cầu xem những thành phố này của chúng ta như là thế giới nhỏ khu vực giáo hóa của thế tôn hôm nay ở đô thị này ngày mai ở đô thị kia vẫn không rời khỏi địa cầu tinh hệ nào ngày cũng đều đi nhưng mà hiện tại thì không có ở trên quả địa cầu này của chúng ta không có ở trong thế dương hệ của chúng ta ngày đi đến thế dương hệ khác cái đạo lý này chân tướng sự thật chúng ta nhất định phải hiểu Phật nói với chúng ta Phật Bồ Tát không sanh không diệt mỗi người chúng ta thì có sanh có diệt không không có thí dụ như già rồi chết bạn ở quả địa cầu này chết rồi thì đến quả địa cầu kia lại sinh ra Xanh diệt Thì là cái thân này Cái thân bằng thịt Linh tánh Thì không sanh không diệt Điều này nhất định phải hiểu Hiện tượng sanh diệt này Của tất cả chúng sanh Chỉ là thay đổi cái thân thể này mà thôi Giống như chúng ta mặc quần áo vậy Quần áo mặc cũ rồi Rách rồi Không cần nữa Phải thay bộ đồ mới cho nên Thân này Không phải là ta Điều này nhất định phải hiểu Thân không phải là ta Linh tánh mới là ta Ta không sanh không diệt Nếu thân này là ta Tốt vì thân này chết đi Thì chẳng lẽ ta không còn hay sao Làm gì có đạo lý này chứ Thân thì có sanh diệt Linh tánh thì không có sanh diệt không có sanh diệt Theo có thân thể của bạn Linh tánh vĩnh viễn là bất sanh bất diệt Ở trong Trung Quán Luận miêu tả rất hay Không đến không đi Không thường không đoạn Không cấu không tịnh Đây là linh tánh Linh tánh thì không thêm bất cứ điều gì nhưng mà linh tánh mê rồi khi đã mê rồi thì biến hiện tượng này thành lục đạo họ giác ngộ rồi giác ngộ rồi thì thành nhất chân pháp giới cho nên cái thế giới này là giả không phải là thật tùy theo ý nghĩ của chúng ta thay đổi niệm của chúng ta là giác thì cái thế giới này là nhất chân pháp giới Chính là thế giới cực lạc Niệm chúng ta mê Thì đó là mười pháp giới Chính là tam đồ lục đạo Cho nên nó không phải là thật Điều này Phật thường nói ở trên kinh Nhưng mà chúng ta cũng thường nghe đến quen thuộc rồi Nhưng tại vì sao nó vẫn chưa khởi tác dụng Chúng ta không được thọ dụng Sai là sai ở chỗ này phật nói với chúng ta nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh tất cả pháp nói từ phương diện lớn thì nó là vũ trụ thập phương hằng hà xa thế giới phương diện lớn là nói từ chỗ này nó nhỏ thì nhỏ như vi trần chính là đem hết thảy tất cả dạng sự dạng vật trong vũ trụ bao gồm trong đó không bỏ sót cái nào nó làm sao có được vậy là do tâm tưởng mà sanh ra trong tâm của bạn nghĩ thiện thì nó sẽ biến ra cảnh giới thiện trong tâm nghĩ ác thì sẽ biến ra cảnh giới ác trong tâm nghĩ thiện nghĩ ác cái tâm này là vọng tâm không phải là chân tâm chân tâm không có ý nghĩ ở trong giáo lý đại thừa phật thường nói chân tâm ly niệm vĩnh viễn không khởi ý niệm đó là chân tâm cho nên phàm cùng thánh khác nhau một câu nói thì có thể nói được rõ ràng minh bạch Chư Phật như lai Ở trong tất cả cảnh giới Không khởi tâm không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Đây là chư Phật như lai Chúng sanh ở trong lục đạo Không những là lục đạo Mà bao gồm cả mười pháp giới Hoặc là phàm hay thánh Ở trong Mười pháp giới phàm là phàm phu Sáu cõi họ có hiện tượng gì là khởi tâm động nghiệm phân biệt chấp trước đây gọi là phàm khác nhau là ở chỗ này nếu như phàm phu ở trong lục đạo chúng ta Đương nhiên là cảnh giới sáu căn Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Thì bạn đã thành Phật rồi Một câu nói rất là rõ ràng Rất là minh bạch Bạn không có cái năng lực này Cho nên Phật phân thành ba giai đoạn để nói Trước tiên về bạn không chấp trước Không chấp trước với tất cả Pháp Buổi chiều hôm nay Có đồng tử Úc Châu gọi điện thoại nói với tôi Nói có người đặt chuyện gây sự quỷ bán ông Nói những lời lẽ không hay Ông rất tức giận Tôi nói với ông Tôi nói ông là phàm Phu trong tam độ lục đạo Ông nghe xong thì hỏi gì sao vậy Tôi nói ông vẫn còn tức giận ông nói làm sao mà không giận được chứ tôi nói người ta mắng người khác thì tại sao ông không tức giận người khác thì đâu phải là tôi cái thân này không phải là mình họ mắng mặt họ không liên can gì với linh tánh của ta trong linh tánh của ta không kể lên một niệm nào vì sao là như vậy bởi vì bạn chấp trước cái thân này là chính mình bạn chấp trước cái tên này chính là mình người chấp vào cái tên mà mắng bạn Họ kêu tên của người khác thì bạn không phản ứng nữa Điều này đã thấy rõ là bạn có chấp trước hay không Chỉ cần không chấp trước Thì vấn đề gì cũng đều không có Bạn vừa chấp trước thì có phiền phức Người chấp trước thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi là do chấp trước và sanh ra Ta không còn chấp trước nữa Bạn có kêu tên ta mà mắng Người cùng tên cùng họ rất nhiều Ta đâu biết bạn mắng ai cái gì mà tự mình là thừa nhận chứ con người sao mà ngốc như vậy không việc gì việc gì cũng không có cho dù họ có lấy roi đánh bạn, thân không phải là ta quả nhiên thân này không phải là ta có đánh thì bạn cũng không bị đau bị đánh tại sao bị đau Thân là ta Để đầy phiền phức rất lớn Nếu bạn không tin thì bạn thử xem Bộ Kinh Kim Cang mọi người đều đọc đến thuộc lòng Những nhục tiên nhân Bị vua ca lợi cắt xẻo thân thể Người thông thường nói là đau đớn không chịu nổi Những nhục tiên nhân Bị vua ca lợi Dùng dao cắt từng miếng từng miếng thịt Ông không hề đau đớn Tại vì sao ông không bị đau vậy Vì thân không phải là ta Bạn tha hồ mà cắt Bỏ chấp trước thì được tự tại Bỏ chấp trước thì ra khỏi luân hồi Cớ gì phải chấp trước chứ Lần này ở Úc Châu Bị bình Tôi cũng đã làm thí nghiệm Làm thí nghiệm gì vậy? Không chấp trước Bởi vì lúc tôi bị bệnh Có người chấp trước nhanh chóng đi tìm bác sĩ Phải có uống thuốc Nếu bạn không tìm bác sĩ Không uống thuốc Thì bệnh sẽ không hết Tôi không đi khám bác sĩ Cũng không uống thuốc Nghỉ ngơi dài hôm thì bệnh tự nhiên sẽ hết Nếu như bạn chấp trước Đã sanh bệnh rồi Thì không vào bệnh viện thì không được Không đi khám bác sĩ là không được Vậy thì bạn không thể không đi khám Nếu như bạn không đi khám thì bệnh sẽ có bạn nghiêm trọng Bạn sẽ không hết bệnh Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi Đã làm thí nghiệm Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tôi không muốn bị bệnh Chúng tôi muốn sớm hồi phục sức khỏe Cảnh chuyển theo tâm Chúng ta đem cái ý niệm này Chuyển thành cái ý khỏe mạnh không nên có suy nghĩ tôi bị bệnh rồi Không có bệnh Bệnh sẽ không có Vì sao gì Mà nghĩ đến bệnh Tất cả pháp tự tâm tưởng sanh Tưởng bệnh thì bệnh làm sao mà không có bệnh chứ Nghĩ già thì liền già Nghĩ chết thì không chết cũng không được Cho nên Tâm lý phải khỏe mạnh Tâm lý khỏe mạnh Thì sinh lý của bạn nhất định khỏe mạnh sinh lý là phụ thuộc vào tâm lý nó là tùy theo tâm mà chuyển chúng ta không thể không hiểu cái đạo lý này thế giới nhỏ là cái gì thân thể của chúng ta là thế giới nhỏ vũ trụ là thế giới lớn ở trên kinh phật thường nói với chúng ta thế giới lớn không lớn Thế giới nhỏ không nhỏ Là bình đẳng Không hai không khác Hiểu được thế giới nhỏ thì hiểu được thế giới lớn Biết được thế giới lớn thì chúng ta biết được thế giới nhỏ Nó là một Không phải hai Cho nên ở trong tâm tánh không có lớn nhỏ Không có phạm thánh phàm thánh thực tại mà nói chính là một niềm mê ngộ ngộ thì làm thánh mê thì là phàm cho nên biết được thế giới nhiều như vậy trong một thế giới có vô lượng vô biên phật bạn xem trong một kiếp này của chúng ta có ngàn vị phật nhưng mà mỗi một kiếp con số thị hiện thành Phật Hoàn toàn không như nhau Có kiếp thì chẳng có gì Phật nào Có kiếp thì có mấy mươi ngàn vị Phật Đây là do duyên Không đồng Phải biết cái đạo lý này Bồ Tát có đến thị hiện thành Phật hay không? phải xem duyên của chúng sanh ở nơi đó đã đủ hay chưa duyên đã đủ rồi người tu hành chân thật rất nhiều phật bồ tát đến giúp đỡ họ đến đi dạy bảo họ người tu hành chứng quả rất nhiều các ngài liền đến duyên không có thì phật bồ tát liền ẩn mất các ngài không đến thể hiện đây chính là không có duyên không có duyên những người này không nghe lời giáo huấn bạn nói với họ họ nghe không hiểu nghe có hiểu thì họ cũng làm không được đó chính là do phật bồ tát không có duyên với họ không có duyên phật bồ tát liền rời khỏi liền bỏ đi không xuất hiện nữa cho nên có ứng hiện ở thế gian này hay không không phải là chuyện của phật bồ tát mà do chúng ta có chịu học hay không cả thảy đều do bản thân mình cái quyền này không ở nơi người khác chúng ta phải biết phải khuyến khích chính mình Phải chăm chỉ nỗ lực Chúng ta vừa mới khởi tâm động niệm Cái này gọi là cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ mà Ý niệm của chúng ta nhiều từ sớm đến tối Không biết là khởi bao nhiêu ý niệm rồi Mỗi một ý niệm đều có cảm ứng Không phải là cảm ứng với Phật Bồ Tát Chính là cảm ứng với yêu ma quỷ quái Cho nên tâm phải thanh tịnh Tâm phải chánh Phật Pháp dạy cho chúng ta Tam quy y Chính là nguyên tắc chỉ đạo Tu hành cao nhất Chính là giác chánh tịnh Giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Chúng ta đi con đường giác chánh tịnh Thì sẽ cảm ứng với Phật Bồ Tát Nếu như đi con đường mê tà nhiễm Vậy là chúng ta sẽ cảm ứng với yêu ma quỷ quái Cũng biết là Yêu ma quỷ quái cũng là Phật Vị Lai không nên ngạo mạn cũng không nên xem thường họ cũng phải cung kính họ giống như phật bồ tát vậy lễ kính chư phật vị phật vị lai này vậy là đúng rồi Như cách này cho dù là có những oán hận với yêu ma quỷ quái oán đã kết từ vô thủy kiếp đến nay dần dần có thể hóa giải có một câu nói oan gia nên giải không nên kết đời người ở thế gian này có giá trị nhất có ý nghĩa nhất đó là sự việc gì là hóa giải oan kết đây biết thật sự là có ý nghĩa Điều này người thế gian nói không như nhau. Người thế gian nói đời người có ý nghĩa là lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công, lập đức, lập ngôn. Từ vô lượng kiếp đến nay, bản thân trái chủ của bạn chưa từng hóa giải. Sự việc này vẫn còn phiền phức. Cho nên bạn mới hiểu được ở trong Phật Pháp. Thật sự là dạy cho chúng ta cứu cánh viên mạng triệt để đây là đại học vấn trong đại học vấn gặp được rồi đây là vận may chẳng có gì sánh bằng trong kệ khai kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp cư sĩ bành tế thanh nói từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu gặp được một ngày chúng ta gặp được rồi thật sự là không dễ Phải nên trân quý Thế xuất thế gian Chẳng có điều gì có thể so bì với điều này Bạn phải trân quý cái cơ duyên này Nắm chắc cái cơ duyên này Trong đời này nhất định thành tựu Điều này nói rõ phật thì nhiều một thế giới có phật nhiều như vậy vô lượng vô biên thế giới như vậy thì số lượng các vị phật không thể tính đếm thật sự là vô lượng vô biên vô số chư phật như lai chữ cát này mỗi một vị phật đều xuất tướng lưỡi rộng dài tướng lưỡi rộng dài Hôm qua tôi đã chia sẻ với các vị rồi Đây là phước tướng Phước Nhất định có nhân Cái nhân này chính là nhiều đời nhiều kiếp Không nói dối Nói lời thành thật phóng vô lượng quang những câu nói này ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ sâu rộng vô cùng ở trong chú giải của cổ đại đức có nói với chúng ta Đại sư U Khê nói Xuất tướng lưỡi rộng dài Là chứng minh cho chúng ta Thấy Phật nói Pháp chân thật Nhất định là Không có hư vọng Cái tướng lưỡi rộng dài này Là Vô lượng kiếp cho đến nay vĩnh viễn xa lìa bốn tội của khẩu nghiệp vô lượng kiếp không vọng ngữ không nói hai lời không ý ngữ không ác khẩu mới có được tướng lưỡi như vậy cái tướng lưỡi này không phải thích tâm ni phật biểu diễn cho chúng ta đầu lưỡi thè ra có thể che kín khuôn mặt bạn xem trong kinh đại thừa phật nói tướng lưỡi rộng dài của phật có thể bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới nói rõ là từ vô lượng kiếp đến nay không vọng ngữ chúng ta nghe được những lời nói này phải nên học Bất luận là vô tình hay cố ý Tạo tác tội vọng ngữ Nhất định chướng ngại đời này Khai ngộ giảng sanh Đời này của chúng ta Đều mong cầu là Có hai nguyện vọng Mong muốn bản thân mình có thể khai ngộ Mong muốn bản thân mình có thể giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc A-di-đà Phật Thanh tịnh Nghiệp Thân khẩu ý Thích Ca Mâu Ni Phật Vì chúng ta mà giới thiệu Thế giới Tây Phương cực lạc Trong phần Chánh Tông Của bộ kinh này truyền cho chúng ta cương lĩnh tu hành thiền hộ tam nghiệp bằng thử xem ngài đã xếp khẩu nghiệp đứng đầu tiên đây là sự xem trọng thân khẩu ý nghiệp là chúng ta thường xem thấy ở trong kinh điển đại tiểu thừa sắp xếp theo thứ tự thân khẩu ý nhưng mà trong bộ kinh này thế tôn giới thiệu cho chúng ta ngài không sắp xếp như thế nữa trước tiên là nói khẩu rồi đến thân ý cách nói như thế là thể hiện sự từ bi triệt để của thế tôn vì sao vậy ngài biết được chúng sanh ở thế gian này của chúng ta dễ dàng tạo nghiệp nhất là khẩu nghiệp Cho nên đem khẩu nghiệp xếp trước tiên Thiền hộ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Chúng ta ngày nay nói là Đệ tử của Phật Đã thọ tam quy ngũ giới Thậm chí là đã xuất gia rồi Bạn có nói lỗi người khác hay không? Nếu như bạn vẫn nói lỗi của người khác thì điều thứ nhất bạn làm chưa được Điều thứ nhất bạn chưa làm được Thì toàn bộ các điều phía sau cũng không làm được Bạn thử xem Thiện hộ tam nghiệp Trong phẩm thứ 8 Tích công lũy đức của bộ kinh này Ở trong phẩm thứ 8 có nói Điều này làm không được Thì bộ kinh này sau này không làm được phần nào Thì bạn làm sao có thể giảng sanh một mặt thì niệm Phật Một mặt thì vẫn phê bình người khác Thường nói người ta không đúng Bạn nói xem có gây go hay không Tâm Là vọng tâm Tâm là loạn tâm Mỗi ngày từ sớm đến tối Suy nghĩ lung tung Tâm không chân thành Lời nói đều là vọng ngữ Hai lời ý ngữ ác khẩu Bạn xem bốn cái lỗi này Có phải là bạn đang tạo tác hàng ngày hay không? Bạn vẫn không biết sửa chữa Vẫn không biết quay đầu Vẫn tự cho là Khởi tâm đồng niệm Đều nghĩ người khác sai Ta không có sai Ta không có sai Tương lai thì người ta giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Còn ta giảng sanh A Tỳ địa ngục Cuối cùng thì ai sai ai đúng Không cần đi hỏi người khác Bản thân mình buổi tối trước khi ngủ Hãy tự suy nghĩ Thì sẽ biết rõ Ác nghiệp nếu không đoạn thì thật kinh khủng cho nên dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp tiếp theo là nói thân nghiệp không sát không đạo không dâm cuối cùng là nói ý nghiệp không tham không sân không si cho nên ngược với mười ác nghiệp chính là mười nghiệp thiện Chư Phật Bồ Tát, niệm niệm đều là tương ưng với 10 điều thiện. Học Phật. Đầu tiên, chúng ta phải học điều này. Học Phật phải bắt đầu học từ đâu? Chúng tôi nói rất nhiều rồi. Ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, bạn xem Thế Tôn dạy cho phương nhân vi đề hi Như thế nào Bà phát tâm học Phật Dạy cho phương nhân vi đề hi Phương nhân vi đề hi là đại biểu cho chúng ta Chính là dạy cho chúng ta Bắt đầu học từ đâu Bắt đầu từ tình nghiệp tam phước Điều thứ nhất của tình nghiệp tam phước chính là Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp bốn câu mười sáu chữ nhập môn ở tại chỗ này mà mười sáu chữ này xin nói với các vị áp dụng trong mười nghiệp thiện bạn hiếu thuận với cha mẹ như thế nào bạn phụng sự sư trưởng như thế nào bạn làm sao để học đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát Đều ở trong thập thiện nghiệp Bạn có thể tu mười thiện nghiệp Chính là bạn hiếu dưỡng cha mẹ Chính là bạn phụng sự sư trưởng Chính là bạn tu tâm từ bi Bạn không có thập thiện nghiệp Trước mắt ba câu nói này Chỉ là lời nói xu Áp dụng trong thập thiện nghiệp cho nên tôi nói tình nghiệp tam phước điều thứ nhất trong tình nghiệp tam phước chính là kinh thập thiện nghiệp đạo điều thứ hai thì phạm vi của nó rất lớn chúng ta mới học phật nói quá cao thì không có tác dụng học xong nhưng làm không được cho nên điều thứ hai này tôi áp dụng trong sa nhi luật nghi Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi áp dụng trong sa di luật nghi mười điều giới hai mươi bốn oai nghi sa di luật nghi người tại gia xuất gia đều có thể học điều thứ ba đó là đại thừa phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả, độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả, chúng ta áp dụng trong kinh vô lượng thọ, cho nên các vị chuyên tu tịnh nghiệp, người chuyên tu tịnh nghiệp thì phải biết ba bộ kinh kinh thập thiền nghiệp đạo sa di luật nghi kinh vô lượng thọ hoàn toàn phải y theo chỉ đạo của tình nghiệp tam phước để mà tu học kinh thập thiền nghiệp đạo là giúp cho chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhân vừa mở kinh ra là thiện nam tử thiện nữ nhân nếu như chúng ta không thể có đủ 10 nghiệp thiện thì thiện nam tử thiện nữ nhân đã nói ở trong kinh chúng ta không có phật phật không gọi chúng ta nếu như 10 nghiệp thiện bạn có thể làm được thì trong lúc kinh gọi bạn có thể trả lời là đang kêu bạn bạn có phần mười giới hai mươi bốn oai nghi lại thêm kinh vô lượng thọ đâu chỉ có tổ sư đại đức ngay cả phật cũng là dạy chúng ta như vậy Trì giới niệm phật như vậy mới có thể thành công phật pháp mênh mông như biển ở đây đã có rút gọn rồi rút gọn còn lại thật sự là tinh hoa của phật pháp chính là ba điều này nhất định không thể lơ là bạn có được ba bộ kinh này thì nhất định bạn sẽ giảng sanh một chút nghi hoặc cũng không có cuộc đời này không hề uổng công cuộc đời này sống vô cùng phong phú có ý nghĩa có giá trị vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lần sau có trở lại đó là thân phận của phật bồ tát thừa nguyện tái lai là để giáo hóa chúng sanh điều này thì chẳng giống nhau hôm nay chúng ta xem đến chỗ này nhiều vị phật như vậy hầu như có thể nói không có vị phật nào bị bỏ sót bằng nói xem đây là pháp môn gì không có vị phật nào mà không tán thán xưng tán vô lượng thọ phật công đức không thể nghĩ bàn công đức không thể nghĩ bàn là gì là quá nhiều quá nhiều Trong bộ kinh này giới thiệu rất là chi tiết Trung tâm của nó Chính là 48 lời nguyện Đại nguyện đại hạnh Phổ độ Mười phương thế giới Tất cả chúng sanh viên thành phật đạo đây là công đức không thể nghĩ bàn của a di đà phật tất cả chư phật độ hóa chúng sanh thực tại mà nói cái công việc này làm rất gian nan rất cực khổ chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay Nghiệp chướng tập khí Quá sâu quá nặng Cho nên tôi đọc lão tử Hòa đại oán Tất hữu dư oán An khả dĩ vi thiện Đối với những câu nói này Tôi cảm xúc vô cùng sâu sắc Tất hữu dư oán Trong A là gia thức của chúng ta Chúng tử có phiền não tập khí Chính là dư oán nhiều đời nhiều kiếp Từ xưa đến nay Ở trên kinh Phật nói Giả sử bách thiên kiếp sở tắc nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thật quả báo dẫn tự thọ cho nên ở trong lục đạo trong đời này bạn gặp được bạn đã gặp được bạn đã nhận được cả thảy là dư oán bạn không thể trách người nếu bạn trách người thì cái oán này bạn càng kết càng sâu nhưng mà người thế gian không có ai mà không trách người luôn luôn cho rằng là người khác có lỗi với mình do đó mới biết cái oán này càng kết càng sâu không có cách hóa giải Cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Thật sự là gian khổ Những người Có thể thọ nhận Cho nên Phật Pháp là sư đạo Trong sư đạo Điều quan trọng nhất là Tôn sư Tôn sư trọng đạo Tôn sư không phải là nói đối với lão sư Phải cung kính như vậy sự cung kính này là điều tự nhiên Bạn đối với lão sư tôn trọng Thì đâu có gì là không cung kính Đó là điều tự nhiên Sự tôn trọng này Tôn sư Lời lão sư giáo huấn Cả thấy đều thực hiện được Đây mới gọi là tôn sư Những điều lão sư dạy mà bạn không làm Đã như vậy rồi Đây gọi là thái hòa thái hòa thì không phải là do con người tạo ra nó là tự nhiên mà có tự nhiên thì gọi nó là đạo chúng ta tùy thuận nó thì gọi là đức tùy thuận thì chính là trung hòa cho nên dùng chữ trung này trung là không nhiên không lệch không thiên không lệch thì chính là trung bạn phải tùy thuận bạn không thể nào thay đổi nó được nếu như bạn thay đổi nó phá hoại nó vậy thì sai rồi nhất định sẽ có tai nạn con người có hai con mắt bạn nói hai con mắt thì ít quá tôi muốn gắn thêm một con nữa bạn làm thành ba con mắt vì thì tai nạn của bạn liền đến vì sao vậy vì phá hoại đại tự nhiên phá hoại cái pháp tắc của tự nhiên pháp tắc của tự nhiên là thái hòa tùy thuận pháp tắc của tự nhiên thì chính là trung hòa sau cùng quan trọng nhất bạn phải gìn giữ được Đó là bảo hòa Đời này sang đời khác Có thể giữ gìn được Thì cái dương triều này Dính diễn sẽ không bị suy yếu Đây là sự thật không phải là giả Cho nên vào thời xưa Trong các gia đình Ở thế hệ trước Dạy cho thế hệ sau là về cái đạo lý này Thì gia đình của họ không bị suy dâm Đời này sang đời khác Trong nhà đều có hiền nhân Nhờ đó không suy Xã hội ngày nay thì đi theo hướng xã hội Công thương nghiệp Công ty các ngành nghề Các vị phải hiểu được là Thái Hòa Trung Hòa, Bảo Hòa Vậy thì sự nghiệp của bạn sẽ hưng dưỡng Cũng sẽ vĩnh viễn không bị suy Nếu bạn không hiểu được cái đạo lý này có lẽ công ty sẽ phải đóng cửa Khi bạn vẫn còn chưa già Hiện tượng này chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều Bạn nghiên cứu thử xem Là nguyên nhân gì Phá hoại pháp tắc của tự nhiên Cho nên chúng ta từ ở chỗ này Từ việc quan sát thân thể Thì việc này có thể khai trí huệ Nhưng mà hiện nay Việc phá hoại sinh thái tự nhiên Của thân thể rất nhiều Phá hoại rất là nhiều mà rõ ràng nhất là thẩm mỹ viện đó chính là một nơi chuyên phá hoại sinh thái tự nhiên bạn đi đến nơi đó để chỉnh sửa sắc đẹp đây là phá hoại sinh thái tự nhiên thứ hai là khoa phẫu thuật của bệnh viện giờ này rất đáng sợ nhất định là không nên đi chúng tôi ở bắc kinh có quen biết về vị bác sĩ đông y rất nổi tiếng đông y đích thực là có lý luận rất cao siêu gặp được người bị bệnh ung thư họ nói với tôi nếu như chưa có trải qua việc phẫu thuật ngoại khoa đại khái là có thể cứu được đều là có thể trị khỏi nếu như việc phẫu thuật đã can thiệp vào rồi Đông y nói sự giúp đỡ lớn nhất là dùng thuốc đông y Chỉ có thể duy trì sự sống được 3 tháng Hết cách cứu Đây là những gì thầy thuốc Đã từng cứu được rất nhiều người Bỏ tay y kiên trì không tiếp nhận việc phẫu thuật Từ bỏ tay y Tìm đến họ họ dùng đông y để cứu những người đó đã cứu được không ít người chúng ta phải nên tin vào nền văn hóa năm ngàn năm lịch sử này tây y chẳng qua cũng chỉ hơn 200 năm không tới 300 năm tây y thì cùng giới khoa học kỹ thuật hiện tại như nhau là phá hoại sự cân bằng sinh thái Trên địa cầu này Thân thể này của chúng ta cũng giống như một quả địa cầu vậy Phương pháp mà họ dùng là đang phá hoại sự cân bằng Vừa phá hoại sự cân bằng Thì di chứng sau đó rất nhiều Tai họa liền đến Phải hiểu được thái hòa Hiểu được trung hòa Hiểu được bảo hòa Cho nên vào lần trước Sau khi trở về từ Indonesia Thật sự là đã bị phong hàn bệnh cũng không nhẹ tôi không đi khám bệnh tôi cũng không uống thuốc tôi nghỉ ngơi cho tốt để cho nó từ từ hồi phục hồi phục tuy rằng chậm nhưng mà nó lành mạnh nhưng để nhất định phải hiểu được vì sao vậy vừa tìm đến bác sĩ lấy uống thuốc xong thì đã phá hoại sự cân bằng sinh thái của ta rồi vì thì di chứng sau này sẽ rất phiền phức Cho nên tôi hiểu được cái đạo lý này Quyết định là không đụng đến cái việc này Đây là nêu ra cho các đồng học làm tham khảo Đây đều là có liên quan đến chánh định tụ Đã nói ở chỗ này Tâm bạn phải thanh tịnh Tâm phải có lòng tự tin Đặc biệt là Phật nói với chúng ta chỉ bảo một cái nguyên tắc cao nhất là Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh Tâm của chúng ta thanh tịnh Tâm lành mạnh Thì điều hòa sinh lý sẽ rất dễ dàng Vì sao vậy? Nó tùy tâm mà chuyển Không thể nào có hoài nghi Tôi như vậy rồi thì tôi có thể chuyển trở lại được không? Vậy thì sẽ không có hiệu quả Bạn hoài nghi thì không có hiệu quả cho nên quyết định không thể nào hoài nghi Tự mình phải có lòng tin kiên định Đây là Phật nói Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh Chúng ta dùng cái ý niệm của chính mình Dùng tinh thần của chính mình Khiến cho những tế bào bị tổn thương này của chúng ta Hết thảy khôi phục trở lại bình thường Vì để khẳng định là sẽ làm được Đặc biệt là hiện tại chúng ta xem Thấy tiến sĩ Giang Bụng Thắng của Nhật Bản Thực nghiệm đối với nước Đã chứng minh được nước Có thể hiểu được ý nghĩ của con người chúng ta mà thiện ý đối đại với đó thì nó kết tinh sẽ rất là đẹp cho nên ông nói rất hay ông nói những người có tín ngưỡng tôn giáo trước bữa ăn thường có cầu nguyện ông nói việc đó rất tốt vừa cầu nguyện xong thì phẩm chất những đồ ăn này liền trở nên vô cùng tốt so với lúc chưa cầu nguyện thì không như nhau đây chính là niệm lực cho nên tai nạn thế giới này Có thể hóa trừ hay không Có thể hóa trừ Chỉ cần tất cả mọi người chúng ta đều có cái thiện niệm Để cầu nguyện cho hòa bình Thì tai nạn liền được hóa giải Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp Tùng tâm tưởng sanh Mỗi một người đều nghĩ đến tai nạn Vì thì hỏng rồi Cái tai nạn này sẽ rất nghiêm trọng Sẽ đến rất danh Hết thảy pháp Đều là từ tâm tưởng mà sanh ra Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nên biết Đặc biệt là hiện tại đã được khoa học chứng minh rồi không sai một chút nào Gần đây nhất Đây là báo cáo mới nhất Của họ trong năm nay quyển thứ ba Họ dự in ra thì liền gửi đến cho tôi 100 quyển. Vì tiến sĩ Giang bụng tháng này Trong quyển sách đó Có làm thực nghiệm Đối với tôn giáo đã làm thực nghiệm Khi làm thực nghiệm Ông dùng bình thủy tinh để đựng nước Ông đem viết tên của mọi tôn giáo Dán lên trên các bình thủy tinh Phật giáo, Kỳ Tô giáo Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo Islam giáo Ông viết lên giấy Rồi dán lên Để đó khoảng vài giờ đồng hồ sau Rồi đem nước đi Quan sát ở dưới kính hiển vi Những cái tinh đó đều rất là đẹp Tôi trong những năm gần đây Đều đang làm việc thúc đẩy đoàn kết tôn giáo Ông cũng làm cái thực nghiệm đó Đem mấy cái tôn giáo để cùng lại với nhau Để làm thực nghiệm Thì sự kết tinh của nó cũng rất đẹp Việc này nói rõ tôn giáo là có thể đoàn kết Là phải nên đoàn kết Hình ảnh kết tinh đó Thật không thể nghĩ bà Có một cái đầu người Hiện rõ ra Cái đầu của một người Nhìn này các vị có thể nhìn thấy Tiến sĩ Giang Bụng Thắng Nói người trong hình kết tinh này Chính là Pháp Sư Ông dùng phim đèn chiếu Để chiếu cho chúng tôi xem Nhìn thấy rất là rõ ràng Có hình dáng của con người Ở trong đó cho nên tâm của chúng ta phải định Tính tâm thanh tịnh Tức sanh thực tướng Đây là Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang Đã nói với chúng ta Cho nên lòng tin của chúng ta là Chúng ta nhất định có thể thành Phật Trong đời này nhất định có thể thành Phật Quyết định có thể giảng sanh Quyết định tin tưởng vào sự dạy bảo Của Thích Ca Mâu Ni Phật Tin tưởng vào oai thần bổ nguyện của a di Đà Phật gia trì Một mấy may hoài nghi cũng không có Chúng ta từ cái chỗ này mà xây dựng chánh định tụ Người có công phu tốt Công phu tốt chính là lòng tin thanh tịnh Quyết định không có hoài nghi ở trong kinh a di đà yếu giải Ngộ Ích Đại Sư Đã nói với chúng ta chữ tin này Ông nói có sáu chữ Thứ nhất là tin chính mình Ở trên kinh Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta Vũ trụ Pháp giới Xác độ chúng sanh Là từ đâu mà có Hiện tại khoa học và triết học vẫn đang nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này đều chưa đạt được kết luận. Cách nói rất nhiều, nhưng đều không đủ tính thuyết phục. Ở trên Kinh Phật đã nói với chúng ta, cả cái vũ trụ là tâm của chính chúng ta biến hiện mà ra. Thì cũng giống như nằm mộng vậy cảnh giới ở trong mộng là từ đó bà có, không phải là do tâm ý thức của chính bạn biến hiện ra hay sao? Trong mộng có hư không, ở trong mộng có pháp giới, ở trong mộng có sắc độ, có chúng sanh. cho nên hiện tại trong khoa học thì nói đây là tâm ý thức của chúng ta, ý thức biến hiện ra cái cảnh mộng. Phật nói với chúng ta, cái thế gian này như mộng như huyễn, không giả chút nào. Đây là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Là chân tâm của chúng ta Biến hiện mà ra Hiện ra cái tướng của cảnh giới này Thiên biến dạng hóa Vì sao mà nó lại biến hóa như vậy Vì thức biến Thế nào gọi là thức Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước Nên mới biến hiện ra mười pháp giới Mới biến hiện ra vô lượng pháp giới Là như vậy mà thôi Cho nên Chân tâm có thể hiện Vọng tâm có thể biến Chân tâm vọng tâm đều là tâm của chính mình Ngẫu ích đại sư dạy chúng ta tin vào chính mình Chính là tin cái này Thế giới cực lạc là tâm ta hiện Thức ta biến A-di-đà Phật Cái gọi là duy tâm tịnh độ Tự tánh di đà a di đạo phật không phải là người ngoài là trong tâm của chúng ta biến hiện ra tịnh độ cũng là tâm của chính chúng ta biến hiện ra do trong tâm của mình biến hiện mà ra bản thân ta muốn đi thì làm gì có đạo lý không đi được vậy thì bạn có chướng ngại gì nữa cho nên đầu tiên là phải tin vào việc này thứ hai là tin các ngài các ngài là ai? Các ngài chính là Thích Ca Mâu Ni Phật Cùng với A Di Đà Phật Bởi vì cái pháp môn này do Thích Ca Mâu Ni Phật Đã giới thiệu cho chúng ta Người giới thiệu này chúng ta có thể tin Các ngài quyết không có vọng tưởng Quyết định không có vọng ngữ Họ nhất định là không có ý lừa gạt chúng ta Kế đến là Tin vào thế giới Tây Phương cực lạc Và A Di Đà Phật Đây là tin ngài Thứ ba là Tin sự Xác thực là có cái sự việc này Thứ tư là tinh lý Sự thì có cái đạo lý của riêng nó Sau khi minh bạch lý được rồi Thì sự cũng không còn hoài nghi Sau cùng là tinh nhân, tinh quả Ở chỗ này nói chính là Cái nhân chân thật Chánh định tụ là nhân Giảng sanh bất thối thành Phật là quả Từ cái chỗ này mà xây dựng lòng tin Thì đều gọi là chánh định tụ Cho nên người được giảng sanh Bất luận là phạm hay thánh Bất luận giảng sanh giàu trong độ nào Phẩm vị nào Đều có thể nói là Đã nhập chánh định tụ Đều có thể nói Họ ngay trong một đời Nhất định sẽ thành Phật Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì người người đều là vô lượng thọ a di Đạo Phật vô lượng thọ Người giảng sanh đến thì cũng là vô lượng thọ Chính là Hà Hà Phẩm giảng sanh Thì so với a di Đạo Phật cũng không khác Cái thế giới đó là thế giới bình đẳng Phía trước chúng ta đã đọc qua Cảnh bình đẳng Cảnh thì bao gồm Cả thân thể này của chúng ta Bạn sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Dù là hạ hạ phẩm giảng sanh Thì tướng mạo của bạn cùng với a di đà Phật Đều hoàn toàn không khác Thân thể này cũng vậy Tuyệt đối là không có khác nhau Hiện tại chúng ta có đem đi vẽ tranh Vẽ tranh thế giới Tây Phương cực lạc a di đà Phật thì được vẽ to như vậy Ngồi ở chính giữa quan âm thế chí thì nhỏ hơn một chút người giảng xanh thì là dễ nhỏ xíu một chút sai rồi wow. đây là dùng tâm phàm phu để mà dễ đó không phải là sự thật thực tế thì hoàn toàn như nhau quyết định bạn sẽ không nhìn ra phàm phu chúng ta xem thấy thì hoàn toàn như nhau nhìn không ra nhưng mà ở bên đó người ta đều có thần thông đều biết được tuyệt đối sẽ không nhận lầm người tuyệt diệu không thể nói cho nên thế giới cực lạc Là thế giới chân thật bình đẳng Thế giới chư Phật Thế giới chư Phật thì không bình đẳng Vì sao vậy? Cái nhân của nó không bình đẳng Công phu tu hành của mỗi một, một người không như nhau Cũng như hoa tạng thế giới Hoa tạng thế giới 41 vị Pháp thân đại sĩ này Thì 41 cấp bậc của họ là không bình đẳng Vì sao vậy? Đoạn vô minh không như nhau Sơ trụ mới đoạn một phẩm Nhị trụ đoạn được hai phẩm Sơ hành dị Bồ Tát đoạn được 11 phẩm Đẳng giác Bồ Tát đoạn được 41 phẩm Vẫn còn một phẩm vẫn chưa đoạn Họ không như nhau Cũng giống như việc chúng ta đi học ở trường vậy Học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 Trình độ không như nhau Nhưng mà khi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì họ bình đẳng, họ đều như nhau trên thực tế thì trình độ của họ là không như Nhưng nhau Nhưng ở bên ngoài thì hoàn toàn tương đồng Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Đây chính là Oai thần 48 nguyện của a di đà Phật gia trị Chúng ta không thể nào không biết Nhất định phải làm cho được rõ ràng Đại nguyện Di-đà Sâu rộng Vô biên không những là sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đã trụ chánh định tụ Mà quyết định Trong một đời Sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề Thậm chí là chúng sanh Ở trong thế giới mười phương Hiện tại đang tu tịnh độ Chân thật phát tâm Buông bỏ vạn duyên Mong cầu giảng sanh Cũng là chánh định tụ Những lời này nói ra cũng rất có đạo lý Thậm chí là Người ta định tụ và người bất định tụ Hiện tại thì không tin hiện tại nghe đến pháp môn này liền lắc đầu chúng ta hiểu được trên đại kinh phật đã nói với chúng ta nói là một khi nghe qua tai vĩnh viễn trồng thiện căn họ không chịu tin nhưng mà hôm nay ở nơi đây chúng ta có để tượng phật họ cũng nhìn thấy sau khi nhìn thấy thì thông thường chúng ta nói cái ấn tượng đó đã rơi vào trong ý thức của họ cái ấn tượng này sẽ không thể lấy ra được Đây chính là hạt giống niệm Phật giảng sanh Trong tương lai của họ Hạt giống kim cang vĩnh viễn không ngoại Hiện tại thì không tin Chúng ta biết được Đời sau, kiếp sau họ sẽ tin Hoặc giả là Vô lượng kiếp về sau Khi nhân duyên thành thục rồi Họ vẫn sẽ tin Từ đây mà biết Cái gọi là bất định tụ Và tà định tụ chỉ là tạm thời chánh định tụ là vĩnh hằng chính bởi vì cái đạo lý như vậy cái xử lý nhân quả này chúng ta đều thông đạt hiểu rõ cho nên chúng ta có nghĩa vụ đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh này tôi không nói chúng sanh có duyên có duyên hay không có duyên đều giới thiệu Giới thiệu như thế nào Để cho họ nhìn thấy tượng Phật Để cho họ nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật Như vậy thì đã trồng thiện căn rồi Chúng ta chính là tiếp dẫn họ Dẫn sanh tịnh độ Sự tiếp dẫn này không nhất định sẽ thành thục Trong đời này Trong đời này thì không chắc lắm Đời sau kiếp sau vô lượng kiếp sau Chắc chắn sẽ thành tựu đặc biệt là năm xưa khi tôi đang theo học kinh giáo lão sư của tôi thường hay nhắc nhở chúng tôi phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh nếu như bạn không kết pháp duyên cho dù bạn giảng được rất hay cũng không có ai nghe cho nên phải đồng kết pháp duyên câu nói này Chúng ta đem nó kéo dài ra Chúng ta ngày nay kết pháp duyên Với hết thảy chúng sanh Tương lai sau khi thành Phật rồi Thì sẽ quảng độ khắp chúng sanh Phật không độ người vô duyên Ta tương lai sau khi thành Phật Cái pháp duyên đó của chúng ta Cũng hy vọng có thể giống như A-di-đà Phật Mời Phương ba đời tất cả chư Phật Nếu như luận về pháp duyên Thì không thể so bị được với A-di-đà Phật được A-di-đà Phật đã kết được cái duyên này Quá sâu quá rộng Thế giới chư Phật mười phương Đều giúp đỡ a di đà Phật kết pháp duyên với chúng sanh Vì sao vậy? Vì đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh Chính là kết pháp duyên Cho nên hiện tại ở nơi mà chúng ta đang ở này Đương nhiên Singapore Đây là đô thị lớn Tương đối phiền phức Nếu như ở trong nhà bạn Có để tượng Phật Nghe rằng người hàng xóm sẽ báo cảnh sát đến để can thiệp với bạn Sống ở Úc Châu thì không có sự kiên kỵ này Mỗi một nhà thì sân giường đều rất rộng Trong giường đều có cây cối Có chim thú Đồng vật hoang dã Cũng rất nhiều Chúng ta mở Phật hiệu để cúng giường cho chúng nghe Ngày đêm không gián đoạn Chúng tôi cũng phát băng địa giảng kinh cho chúng nghe Kết pháp duyên với hết tỷ chúng sanh Ngay cả trùi mũi kiến gián cũng đều kết pháp duyên Có một hôm Buổi sáng ngủ dậy Thì đi vào rửa mặt Đại khái là ngày đầu tiên Có người thấy chúng tôi dọn dẹp nhà vệ sinh có thể là đã để rơi thứ gì đó đã có rất nhiều rất nhiều kiến kéo đến tôi xem thấy thật là nhiều quá cũng có đến mấy nghìn con kiến ở trong phòng vệ sinh cái phòng vệ sinh này tôi không thể dùng được nữa tôi liền rời khỏi và chắp tay nói bồ tát kiến các vị từ đâu tới hay là trở gì đó đi chúng ta không thể làm phiền lẫn nhau như vậy được đại khái hơn 2 giờ sau thì không còn một con nào hết rất biết nghe lời quan hệ của chúng tôi rất tốt cho nên nhất định không thể động đến chúng không thể diệt trừ chúng mà bằng phải mời chúng đi cách gì một hai thì còn được chứ cả đàn thì không thể chỉ có cách là trao đổi với chúng cho tốt mời chúng rời đi sau hai giờ nữa tôi cần dùng đến cái chỗ này Chúng thật sự là rất nghe lời Rất ngoan Chúng dọn đi hết Cho nên tất cả những con vật nhỏ bé Cũng quyết định Không thể có cái tâm Muốn sát hại chúng Quyết định không thể có cái tâm kinh mạng Chúng ta cung kính đối với Phật Bồ Tát như thế nào Thì cũng cung kính đối với chúng như vậy Người xưa có câu nói Lòng thành cảm động đá vàng Cũng dở Tâm chân thành của chúng ta Có thể khởi cái tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng Cho nên ở trong nhà Có dáng có kiến Không cần phải lo Cá rồi mũi sâu mọt Cũng không cần phải sợ Bằng khơi thông cho tốt Bản thân chúng sẽ tự đi Cửa sổ mở ra thì chúng sẽ tự đi Nếu như ban đêm mà nói Thì có ánh sáng là chúng sẽ đến Bên ngoài sân nhà Hãy dùng đèn điện thắp sáng Bên trong nhà thì tắt đèn đi Mở cửa sổ ra thì chúng sẽ tự ra Nhất định phải nói chuyện Quyết định không thể được làm hại Khi tổn hại chúng thì quan quan tương báo Không bao giờ dứt phiền phức càng lớn Những thứ này xem từ chỗ nào Hiện tại một số nhà làm nông Bằng xem khi làm nông nghiệp Thì họ đều phải dùng thuốc Bỏ vì thực vật để trừ sâu Càng trừ thì càng nhiều Giết không hết Do là những thuốc trừ sâu này Tôi nghe những người trồng trọt nói lại Nông dừa có thời gian hiệu nghiệm Chỉ có 6 tháng Vì sao vậy? Vì sau 6 tháng Những con sâu này liền có sức kháng thuốc Loại thuốc này liền không có kết quả nữa Cần phải phát minh ra loại thuốc trừ sâu mới Phân lượng cũng nặng hơn Đến sau cùng vẫn là con người bị tổn hại Con người ăn những thứ này giàu thì có hại Cho nên đồ ăn hiện tại không thể ăn Rất đáng sợ Chúng tôi ở tại nơi đó Của Úc Châu cũng không tệ Chúng tôi tự mình trồng Tự mình trồng tự mình ăn Chúng tôi không có dùng phân hóa học Không dùng thuốc trừ sâu Hoàn toàn là để cho nó sanh trưởng tự nhiên. Chúng tôi sử dụng phân bón đều là các loại lá cây rụng. Số lá cây này chúng tôi đem trôn xuống dưới đất để cho nó từ từ mục đi. Nó sẽ biến thành phân bón. Đào một cái hố ở trên mặt đất thu gom những thứ này lại. Khoảng chừng một hai tháng sau thì biến thành phân ủ. Đây là thứ rất tốt chúng ta nhất định phải dùng cái tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng cùng với tất cả chúng sanh trong vũ trụ chung sống hòa thuận bình đẳng đối đãi ngày xưa chưa có học phật không hiểu cái đạo lý này chúng ta cũng đã hại không ít chúng sanh cho nên trên con đường đạo bồ đề khó đi vì sao vậy oan gia trái chủ quá nhiều quá khứ ta đã hại họ nay thì họ muốn hại ta muốn báo thù cho nên khi gặp phải cái tình hình này thì quan nghĩ mà tiếp nhận biết được chủ nợ đã đến rồi phải trả nợ rồi mau mau trả nợ cho họ qua nghĩ làm mà không một mảy may tính toán đặc biệt là người hủy bán người sỉ nhục người hãm hại bất luận là có ý hay vô ý chúng ta biết được là trong đời quá khứ hoặc là trong đời này trước khi còn chưa học phật đã kết cái quan nghiệp với chúng sanh. Sau khi gặp họ, chúng ta ngày ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, đều hồi hướng cho quan gia trái chủ. Họ chịu tiếp nhận thì cái oán này đã được hóa giải rồi. Còn người có cái oán hận sâu nặng thì họ sẽ không phục, vẫn không tiếp nhận. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải Gặp phải rồi thì chúng ta quan hỷ vui vẻ mà tiếp nhận Thì nợ đã trả xong, đã trả hết Lần sau mà gặp lại thì sẽ thành bạn tốt Chính là đồng tham đạo hữu Cho nên Trong nhà Phật Trong các đạo tràng Vì sao mà mọi người sống chung không thể nào hòa thuận Đều là đấu đá với nhau Bằng phải hiểu được đều là có cái nhân duyên đều không phải là đơn giản trong đời quá khứ đều có oan nghiệp hiện tại gặp được có câu nói không phải oan gia không gặp nhau đạo tràng cũng không ngoại lệ đạo tràng cũng được oan gia gặp nhau cho nên sau khi đã hiểu rồi thì dễ xử lý không hiểu thì khó xử lý mỗi người trong tâm đều không phục tâm bất bình sau khi hiểu rồi thì tâm mới bình được tâm bình thì khí mới hòa thì mới có thể chung sống hòa thuận với những người này bất luận là họ dùng thái độ gì đối đãi ta ta đối đãi với họ cũng đều thành tâm thành ý gầm mặt với ta ta tươi cười đáp lại họ từ từ sẽ quá giải được đây đều là học được từ trong đại thừa giáo hiểu được Lý sự nhân quả Cho nên trong cuộc đời này Quan trọng nhất Chính là hóa giải Oán hận Phải hóa giải tất cả những oán đối này Với tất cả chúng sanh Trong Vô lượng kiếp đến nay Phải biết hóa giải Lão tử đã nói Hòa đại oán Sau đó ngài có một câu Tất hữu dư oán đây là cái hoàn cảnh hiện thực tất hữu dư oán làm sao để hóa giải dư oán đây là đại học vấn chánh định tụ có thể hóa giải dư oán một câu sau cùng là bất năng liễu tri kiến lập bị nhân cố đây là nói cái gì nói người tà định nói người tâm tình bất định hai loại này chiếm đại đa số trong số đồng tu chúng ta là tà định cùng bất định thế nào là tà định Người tà định Thì đem cái thân này Xem rất trọng Chấp trước rất nghiêm trọng Chấp trước cái thân này là ta Phải vì cái túi da hôi thối này của mình mà phục vụ Phải vì nó mà tạo nghiệp bằng xem trong việc ăn uống vì ăn uống mà tạo ra biết bao tội nghiệp ừ. ăn uống là vì cái gì vì cái đầu lưỡi qua khỏi đầu lưỡi thì không còn cảm thấy gì nữa cho nên ba cái tức lưỡi này trong cả đời bạn vì nó mà tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp đây là một cái thí dụ để nói thật sự là không đáng mà đây đều là một cái quan niệm sai lầm Vì cái thân này Mà tạo ra Cái nghiệp danh văn lợi dưỡng Tạo ra cái nghiệp thị phi Tạo ra tham sân si mạng Trong đời này Mà không làm cho rõ ràng Thì có thể được sao Cho nên không thể không giác ngộ Không thể không quay đầu Quay đầu là mờ Chân thật giác ngộ Không tiếp tục Vì cái thân này mà tạo nghiệp Đó chính là bạn đã nhập chánh định tụ Bạn vẫn là không buông xả được Vẫn còn vì cái thân này mà tạo nghiệp Không thể hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Vẫn còn thứ mà bản thân mình thích Bản thân mình ghét Vì thì rất phiền phức cho nên việc ăn uống này Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem Tăng đoàn Đức Phật Ngày năm xưa đi thác bát Khi đi thác bát người ta cho cái gì thì ăn cái đó Không có phân biệt Không có chấp trước Thác bát cũng không phải chỉ mỗi một nhà Quy định là đi bảy nhà Nếu như nhà này cúng dường rất nhiều cơm đủ để bạn ăn đủ rồi thì bạn không đến nhà thứ hai nếu thấy chưa đủ thì đến nhà thứ hai thứ ba tác bát bảy nhà rồi mà vẫn chưa đủ ăn thì không thể đi đến nhà thứ tám vậy bạn điều gì biết đủ thường vui đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này dẹp trường đi bình bát đựng cơm này là bữa ăn bình đẳng bình đẳng là thù thắng nhất là viên mãn nhất bất luận là cảnh giới gì khi đến trước mặt người tu đạo thì hết thảy điều bình đẳng thiện thì không sanh tham ái cái ác, cái bất thiện Thì không sanh sân hận Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Trong ăn uống ngủ nghỉ Thì tu cái gì? Đem tham sân si mạn tu trừ bỏ Bạn không ở trong cái cảnh giới này Thì làm sao có thể trừ bỏ được nó Nhất định phải đem tham sân si mạng Mày vỗ sạch ở ngay trong cái cảnh giới này sau cùng quay về chỗ bình đẳng thì tâm của bạn mới thật sự là bình đẳng tâm bình đẳng thì cảnh giới cũng bình đẳng cảnh tùy tâm chuyển ở trên thiên đường cùng với địa ngục thì sự cảm thọ đó hoàn toàn bình đẳng thiên đường không tham biến sự vui sướng địa ngục thì không chán ghét cái khổ nạn này Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Ở trong sáu cõi Họ trụ là ở trong cảnh giới bình đẳng Bình đẳng gọi là nhất chân Pháp giới Không bình đẳng là mười Pháp giới Sáu cõi mười Pháp giới là không bình đẳng Cho nên Pháp thân Bồ Tát trụ là nhất chân Pháp giới Là bình đẳng Pháp giới Bình đẳng nhất định phải đến Chứng pháp thân Thì cảnh giới bình đẳng mới có thể hiện tiền Nhưng mà hiện tại Thế giới Tây Phương cực lạc Người chưa đoạn một phẩm phiền não nào Mà sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì được nhập vào Hàng bình đẳng pháp giới Đây là chúng ta phải nên biết Nếu như bạn không tu cái pháp môn này Bạn tu các pháp môn khác Thì thật sự là phải cần thời gian vô lượng kiếp Thì bạn mới có thể chứng được nhất chân pháp giới cái pháp môn này Thực tại mà nói Thì nó đã tiết kiệm được quá nhiều thời gian Trong đời này liền có thể thành tựu Cho nên Nếu như những thứ chân thật Không thể gì sanh tử Không thể chân thật phát bồ đề tâm Không thể chân thật cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Đây đều gọi là bất định Đây có thể nói là bất định Tà định là thế giới tây phương cực lạc, tuy rất tốt, cái nơi này cũng rất tốt, nhưng không muốn đi. Vì thì gọi là tà định, bao gồm sanh thiên, sanh thiên mà so với thế giới cực lạc, thì vẫn xem đó là tà định, không thể xem là chánh định. Nói đến lợi ích, thiện đạo đại sư. Triều Đường nói rất hay Đại sư Ngài nói Đại nguyện của a di Đà Phật Nhập chánh định tụ Lợi ích vô lượng vô biên Lợi ích của thế gian này của chúng ta Là mật ích Mật là thâm mật trong nhà phật thì không có bí mật quá sâu rồi chúng ta thật không dễ gì hiểu được là thâm mật ở thế giới tây phương cực lạc là hiển ích cái lợi ích này là rõ ràng cho nên cái khác biệt chính là ở chỗ này Cái ý nghĩa mà Câu sau cùng này nói rất là sâu Phạm là không phải chân thật Vì liễu sanh tử Chân thật vì sự thành tựu Trong đời này Nguyên nhân chính là không thể hiểu biết được cái nhân mà a di đà Phật Xây dựng thế giới Tây Phương cực lạc Giúp đỡ Tất cả chúng sanh Thế giới mười phương Thành tựu Phật quả Nhanh chóng Và vững chắc Họ không biết Cái nhân này mà nói ra Thì rất dài Chúng ta từ phía trên đọc đến chỗ này Đây là phẩm thứ 22 Phẩm thứ 22 này Đều là nói về Cái nhân duyên a di đà Phật Xây dựng thế giới Tây Phương cực lạc Bạn hiểu được rõ ràng Thì bạn mới quan hệ tiếp nhận Cho nên ở chỗ này Tuy là giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc Y chánh trang nghiêm Phía trước đã giới thiệu qua cái lịch sử rồi Bạn không nhận thức được đối với nó Thì cái tâm quan hệ đó không thể sanh khởi Cùng cái đạo lý như vậy Chúng ta ở tại thế gian này nếu như đối với văn hóa lịch sử nguồn gốc của đất nước dân tộc mình Mà nhận thức không được rõ ràng thì cái lòng yêu nước yêu dân tộc của mình rất mờ nhạt thậm chí là một cái gia đình bạn đối với gia đình mình bao nhiêu đời tổ tâm đều biết được rõ ràng minh bạch thì bạn rất là yêu quý cái gia đình của mình nếu như đối với câu chuyện cuộc đời của cha mẹ bà mà cũng không biết thì cái lòng yêu thương đó làm sao có thể sanh khởi được chứ Từ cái điểm này mà thấy người Trung Quốc trong thế hệ hiện tại đã mờ nhạt rồi. Tuy phai nhạt nhưng nếu so với người nước ngoài thì vẫn còn có gốc hơn. Người Trung Quốc đã lơ là việc xem trọng đối với lịch sử gia đình của chính mình. Đã ra khỏi quỹ đạo đại khái cũng không quá 100 năm. Những người tuổi tác cỡ như tôi Thì đều nhận qua sự giáo dục này Đối với nhiều đời của gia đình mình Đều hiểu rất rõ Có thể là người Chừng 50 tuổi Thì sẽ kém hơn một chút Tuổi càng nhỏ Thì sự việc này càng nghiêm trọng Hiện tại thì không có ai dạy nữa Ngày trước trong gia đình Có từ đường Mới năm giàu dịp tế tự tế tổ mùa xuân mùa thu chúng tôi đều phải tham gia mỗi một gia đình đều có gia phả cái họ này của chúng ta là từ đâu mà đến là bắt đầu từ khi nào mà chuyển đến sống ở nơi đây đã được bao nhiêu đời rồi đều rất rõ ràng cho nên yêu gia đình yêu quê hương yêu tổ quốc cái gốc phải cấm từ ở nơi này thông thường chúng ta đối với thế giới tây phương cực lạc thì cái tâm yêu thương này không sanh khởi nổi không sanh khởi tâm yêu thương thì cái nguyện này rất khó nói cho nên họ không thể giảng sanh do đó nguyễn kinh này là phải giới thiệu phải nói rõ nói rõ qua một lần thì đích thực là không dễ dàng Nguyễn Kinh này trước đây Chúng tôi đã giảng qua 10 lần rồi Nhưng mà chưa có nói được rõ ràng đến như vậy Chưa có nói cho thấu triệt đến như vậy Lần này là lần thứ 11 Chúng tôi sẽ nói kỹ càng Cách giảng cũng giống như Kinh Hoa Nghiêm Phải thâm nhập vào bên trong Như vậy thì chúng ta mới có thể chân thật được thọ dụng Cũng chính như thiền đạo đại sư đã nói Nếu như chúng ta có sự lý giải Tương đối thâm nhập đối với kinh này Thì tín nguyện của chúng ta Đối với thế giới cực lạc Có thể sanh khởi Sự sanh khởi này chính là Chánh định tụ Lợi ích vô lượng vô biên trên tiểu bổn kinh di đà nói nhờ hữu nhân dĩ phát nguyện kim phát nguyện đương phát nguyện dục sanh a di đà phật quốc giả thì chư nhân đẳng giai đắc bất thói chuyển ư a nậu đa la ta miệu tam bồ đề đây chính là mật ích tương đương nói trụ định bạn nhất định có thể thành phật quả vô thường tuy là hiện tại vẫn chưa được nhưng tương lai khẳng định bạn sẽ được phần kinh văn chuyên nói sự y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc trong bổn kinh này đến chỗ này là một phân đoạn phía sau là thập phương phật tán và tam bối giảng sanh cũng là phần kinh văn vô cùng quan trọng hiện tại chúng ta đã biết được sự lợi ích này làm sao để đi phía sau sẽ nói với chúng ta cái phương pháp đi như thế nào hiện tại thì chúng ta gọi là di dân chúng ta muốn di dân đến thế giới tây phương cực lạc địa cầu này hiện tại đã trở nên phiền phức rồi phiền phức nghĩa là sự phá hoại cân bằng sinh thái của địa cầu mà tôi thường hay nói đến cho nên chúng ta cần phải thay đổi hoàn cảnh thay đổi môi trường nghĩ lại ở trên trời cũng không có an toàn gì tuy rằng thọ mạng về lâu một chút nó cũng chẳng phải là một biện pháp cứu cánh Chân thật cứu cánh Thì vẫn là thế giới Tây Phương cực lạc tốt hơn Đặc biệt là Chư Phật Mười Phương khuyên dạy chúng ta Thật sự là có thể đi Không phải là không đi Không phải là việc giả dối Thật sự là có thể đi được Chúng ta nhất định phải nắm chặt Cái cơ duyên ngay trong đời này Bất luận là sự tình gì của thế gian cũng chỉ là việc nhỏ không có gì là việc lớn việc lớn chân thật chính là di dân đến thế giới tây phương cực lạc đây mới thật sự là một việc trọng đại bộ kinh này vô cùng quan trọng trước khi tôi giảng bộ kinh này đặc biệt nói với mọi người bộ kinh này là giấy bảo đảm cho việc chúng ta giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc bạn có được bộ kinh này Thì trên tay bạn đã có được giấy bảo đảm rồi Nhưng mà Bạn phải y giáo phụng hành thì mới được Trên tay cầm quyển kinh này Mà tâm tưởng Cùng với điều kinh điển nói Không như giáo Thì bạn vẫn sẽ không đi Cho nên nhất định phải đem những đạo lý phương pháp Cảnh giới ở trong đó Mà làm cho rõ ràng minh bạch Vì thì chúng ta mới có thể quyết định được giảng sanh Đoạn này Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Đã dẫn dụng một đoạn Ở trong giảng sanh luận Để làm một sự tổng kết cho chúng ta Đây là tổng kết giới thiệu về Sự y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương trong vãng sanh luận nói như thượng chủng chủng trang nghiêm chủng chủng phật sự trang nghiêm là nói tốt đẹp trên kinh câu nói này chúng ta phải đặc biệt chú ý vì sao vậy hiện tại rất nhiều siêu độ gọi là phật sự Phật sự nói ở trên kinh thì không phải là việc này Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này là để độ người Không phải để độ quỷ thần Độ quỷ thần thì các ngài đi đến quỷ thần đạo Nếu không đi đến quỷ đạo Thì họ sẽ không độ được quỷ thần Họ không đi đến địa ngục Thì họ không độ được địa ngục Nếu không đi đến súc sanh đạo Thì họ không độ được súc sanh Cho nên không chỉ là quan thế âm bồ tát tùy loại hóa thân mà hết thảy tất cả chư phật bồ tát đều là tùy loại hóa thân nên dùng thân gì để độ thì các ngài liền hiện thân đó nên nói pháp gì thì các ngài sẽ nói cái pháp đó phật bồ tát không có thân tướng nhất định cũng không có định pháp có thể nói trên kinh đại thừa này cũng nói rất nhiều chúng ta phải lý giải nếu đã thể hiện tại nhân gian Thì đó là giáo hóa người Chứ không phải giáo hóa quỷ thần Trong Phật môn Làm những Phật sự này để siêu độ quỷ thần Để rốt cuộc là nguyên nhân gì Làm sao mà lại thành ra như vậy Khi tôi còn trẻ Cùng với Pháp Sư Đạo An Pháp Sư Đạo An làm đại chuyên Phật học giảng tòa tại đài loan mời tôi đến làm tổng chủ giảng tôi vào lúc đó vẫn còn rất trẻ tôi liền đem cái vấn đề này đi thịnh giáo với pháp sư đạo an tôi nói tôi không hiểu lão hòa thượng đây là cái sự việc như thế nào pháp sư nói với tôi nghĩ lại cũng có đạo lý pháp sư nói gì phật sự siêu độ này của trung quốc có lẽ là khởi nguồn từ đường minh hòa Đường Minh Hoàng Đây là có sự liên quan với Dương Quý Phi Ở trong An Sử Chi Loạn Của An Lộc Sơn Dường như là mất nước Vào lúc đó Quách Tử Nghi Đây là một viên đại tướng Đã bình định sự động loạn này Sau khi bình định Thì Minh Hoàng cứ mỗi chiến trường, mỗi một chiến trường lớn, thì cho xây một cái tự miếu để siêu độ cho những quân dân tử nạn. Những tự miếu này đều gọi là khai nguyên tự. cho nên các vị nhìn thấy Trung Quốc có rất nhiều khai nguyên tự là xây dựng vào những năm khai nguyên. Dụng ý chủ yếu của những tự miếu này chính là để siêu độ cho những tướng sĩ Trần vong và nhân dân tử nạn Là vì việc này Pháp Sư nói có thể là bởi vì quốc gia Để sướng việc truy điệu Chính là có ý nghĩa truy điệu Cho nên dân gian Cũng liền bắt chước Làm theo Dân gian hãy có người qua đời Cũng đi mời người xuất gia Đến để làm truy điệu kỷ niệm này Đại khái phát sinh là như vậy Cho nên vào lúc đó chỉ là việc phụ trợ Một năm Thỉnh thoảng là một hai lần không như hiện nay ngày ngày đều làm ngày xưa trong các từ điển am đường công việc mỗi ngày là gì là giảng kinh bạn xem thích ca mâu ni phật năm xưa còn tại thế mỗi ngày đều giảng kinh 8 giờ đồng hồ ngày đều là dạy học cho nên chúng ta dùng cái tiêu chuẩn của xã hội ngày nay để xem thích ca mâu ni phật thân phận của thích ca mâu ni phật có lẽ là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa công việc cả đời của ngài là công việc xã hội đa nguyên văn hóa giá lại ngài là làm việc thiện nguyện không thu học phí cho nên vô cùng hiếm có đáng để chúng ta tôn kính cho nên chúng ta nhất định phải nên biết bản chất của Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa làm thế nào để có thể khiến nó hồi quy trở lại Thành giáo dục đa nguyên nhân hóa Đó chính là trách nhiệm của chúng ta Bởi vì ngày 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 dạy học Cho nên đã sản sinh cái hiệu quả rất lớn đối với xã hội Nếu như tất cả tự diện am lường hiện tại của chúng ta Nếu có thể mỗi ngày đều có Pháp Sư giảng kinh Kinh điển thì rất nhiều ưa thích nghe một kinh gì Thì đi đến đạo tràng đó để nghe Không có sự xung đột Nếu được như vậy Thì nếp sống của xã hội này trong thời gian ngắn sẽ có sự thay đổi rất lớn cho nên là kiến quốc quân dân giáo học vi tiên sự giáo dục này quan trọng hơn bất cứ thứ gì lần này đài truyền hình phụng hoàng của hồng kông có một tiết mục tôi không xem truyền hình nên tôi không biết tiết mục thì tôi cũng không hiểu cho lắm có lẽ đồng học các vị Có người đã xem qua để truyền hình Phụng Hoàng Có một cái gọi là đại giảng đường thế kỷ Cứ mỗi một tuần Thì họ phát sóng một lần Bên đó đến tìm tôi Mời tôi đi làm một buổi diễn giảng cho họ Đầy mục mà lần này tôi đi diễn giảng chính là Ung chính hoàng đế và đa nguyên văn hóa Tôi dùng cái đề mục này Ông chính hoàng đế đầy sướng Tam giáo hợp nhất Bởi vì vào lúc đó ở từ Trung Quốc Chỉ có ba nhà là Nho thích đạo Tam giáo hợp nhất Tam giáo là một nhà Là ông đề sướng ra Cho nên hôm nay chúng ta đề sướng tất cả tôn giáo Đoàn kết lại đều là một nhà Chúng ta cần phải Tôn sùng Ông chính hoàng đế là người đã lập ra Là người nêu ra sớm nhất cái công lao này không thể không có cho nên tôi muốn giảng phần thượng luận này một lần phần thượng luận này của ông ông đề xướng đoàn kết tôn giáo hợp tác tôn giáo cùng nhau xây dựng ra sự hòa bình an định đem lại sự hạnh phúc mỹ mãn cho tất cả chúng sanh cái ý tưởng này rất là hay trên thượng luận có nói đến tống văn đế nói đến hòa thượng chi họ có một đoạn đối thoại tống văn đế là người của thời nam bắc triều cách chúng ta hiện tại có lẽ là một ngàn trăm năm lưu dụ là người con thứ ba nhưng hòa thượng chi thì chúng tôi tra tư liệu thấy ông còn là đồng hương với tôi Người An Huy Đô Giang Thật là hiếm có Ở quê của tôi mà còn sinh ra được một người giỏi như vậy Con người này thật sự là hiếm có Vì vậy Tôi thuận tiện cũng giới thiệu một chút về họ Tống Văn Đế là người đọc sách Đọc sách thì hiểu lý Rất đáng tiếc là ông ở vào thời đó là thời loạn lạc Thời loạn thế cũng như chúng ta ngày nay vậy cho nên làm hoàng đế rất là vất vả Nhưng mà Trị lý của ông thì thật sự là Ông đề xứng giáo dục Cho nên vào thời đó Vẫn còn có một thời kỳ xã hội an định Trong lịch sử thì gọi là Nguyên gia chi trị Ông đã làm hoàng đế được 30 năm Đại khái hơn một nửa thời gian đó Thì thiên hạ rất thái bình Hoàn toàn đều là nhờ giáo dục ông phân thành bốn cái khoa mục lập ra bốn cái trường học một cái là nho học một cái là quyền học một cái là văn học một cái là sử học thỉnh mời bốn vị chuyên gia đến làm trụ trì đây là công khai giảng dạy thính chúng rất là nhiều đối với việc thay đổi nếp sống của xã hội có hiệu quả vô cùng thù thắng Việc này rất đáng được đề xướng Cũng đáng để cho chúng ta làm tham khảo Thì không phải là ta Vì cái gì là ta Người nào mà không xem cái thân này là ta chứ Chúng sanh trong lục đạo Đều xem cái thân này là ta Cho nên họ bị luân hồi Không ra khỏi luân hồi Tu hành không chứng được quả Tu đà hoạt Đời đời kiếp kiếp tu hành Có thể nói Chỉ là trồng chút ít thiện căn Ở trong Phật môn mà thôi Không ra khỏi sáu cõi luân hồi Nhất định phải biết điều này Năm xưa lúc mới học Phật Chúng tôi đọc Kinh Kim Cang Trong Kinh Kim Cang mọi người đều biết có bốn câu nói rất quan trọng Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Chúng tôi khi mới học Phật Luôn cho là cái cảnh giới này là Của Pháp Thân Bồ Tát Cũng chính là trong tông môn có nói Minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ toàn là cảnh giới của các ngài không phải là của phàm phu từ đó mới biết bản thân chúng ta đọc kinh niệm phật thực tại mà nói là quá sơ ý qua loa Đến khi tôi giảng Kinh Kim Cang Phải nói điều này Vậy là từng câu từng chữ Phải cân nhắc kỹ lưỡng mà nghiên cứu Trong lúc giảng chi tiết Mới phát hiện ra Kinh Văn của Kinh Kim Cang Nói rất là rõ ràng, rất là minh bạch Tu Đà Hoàng Thì không làm theo ý nghĩ của Tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng là sơ quả của tiểu thừa Không làm theo ý nghĩ của Tu Đà Hoàng Chính là không nghĩ tôi đã chứng được Tu Đà Hoàng Họ không có cái ý nghĩ này vậy thì mới chứng được Tu Đà Hoàng Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ Tôn Đà Hoàng của Tiểu Thừa Cùng với Bồ Tát Sơ Tính Dị Của Đại Thừa Đã phá bốn tướng Bốn tướng vừa mới phá Mức độ phá hoàn toàn chưa sâu Nhưng mà họ đã phá rồi Xác thực là không chấp trước Thân này là ta nữa Cái cửa đầu tiên này Cái cửa đầu tiên này là khó khăn hơn hết Cái cửa này phá được rồi thì việc tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng biên kiến biên kiến ngày này chúng ta gọi là đối lập tôi thường hay khuyên mọi người thực tại thế giới này quá loạn rồi chúng sanh quá khổ rồi làm sao để thoát khổ thoát khổ là không thể đi tìm người khác không phải hướng ra ngoài mặt cầu hướng ra ngoài mà cầu thì bạn vĩnh viễn không thoát khổ được sự cao siêu của phật pháp chính là hướng nội mà cầu phật pháp gọi là nội học kinh điển gọi là nội điển tất cả vậy chúng ta phải cầu từ nơi nội tâm cho nên chúng tôi khuyến khích các vị đồng tu từ nơi nội tâm của chúng ta phải đem sự đối lập Đối với tất cả mọi người Sự đối lập đối với tất cả mọi việc Sự đối lập đối với tất cả mọi vật Phải đem sự đối lập này quá dậy hết Đó chính là Năm loại biên kiến ở trong kiến hoạt như là biên kiến sẽ không còn Nhưng mà điều này Hoàn toàn không dễ làm được Vì nhân là gì? Bởi vì bạn chấp trước cái ta Chấp trước cái ta Thì ta và người sẽ đối lập Ta và tất cả Pháp đương nhiên sẽ đối lập Cho nên phải thật sự Quá giải sự đối lập Phải nhìn rõ cái thân này Thân này không phải là ta Thân không phải là ta Vì cái thân này là gì? Là cái của ta Giống như quần áo vậy Quần áo này là quần áo của ta Là cái của ta Chứ không phải là ta Bạn đem cái này Chuyển trở lại Thân này không phải là ta mà là ta sở hữu Cho nên biết được Ta là vĩnh hằng Ta là bất sanh bất diệt Cái thân thể này có sanh có diệt Thì làm sao là ta được chứ Nếu như cái thân này là ta Khi cái thân này chết đi Thì ta cũng chết luôn sao Cái thân thì chết nhưng ta không chết Phải biết cái đạo lý này Giống như quần áo vậy Quần áo hư nát rồi Chúng ta có thể dứt bỏ Ta có thể thay chiếc áo mới Nó không phải là ta Hiện nay người thông thường nói với họ thì họ rất khó hiểu Hiện nay người nước ngoài cũng hiểu Đó là linh tánh Người Trung Quốc gọi là linh hồn Hiện nay ở nước ngoài người thông thường gọi là linh tánh Chúng ta xem linh tánh này chính là ta Thật ra linh tánh này vẫn không phải là ta Đó là cái ta giả chứ không phải là ta thật So với việc xem thân thể này là ta thì thông minh hơn nhiều Linh tánh thì bất diệt trong cuộc đời này của chúng ta Cái chuyện lớn này là quan trọng nhất Nâng cao linh tánh của chúng ta Vậy là bạn đúng rồi Đời này thì ở nhân gian Đời sau ít ra cũng được sanh lên trời Phải được nâng cao từng bước Nếu như trong cuộc đời này Có thể nâng cao bản thân mình đến thế giới cực lạc vậy là bạn thật sự đạt sự cứu cánh viên mãn rồi cho dù là sanh về thế giới cực lạc phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm chư phật bồ tát đều tán thán bạn bạn đã thành công rồi bởi vì thế giới tây phương cực lạc bốn độ của nó ở cùng với nhau sanh đến đồng cư độ đồng thời sanh phương tiện độ sanh thật báo độ cái này thì mười phương chư phật không có cái nhân duyên khó có gặp như vậy chúng ta nhìn đã chuẩn rồi nắm bắt được rồi trong đời này có thể thành tựu không thể nghĩ bà biên kiến cho nên đầu tiên thân kiến nếu không phá thì biên kiến rất khó phá phải phá biên kiến trước tiên phải biết cái thân không phải là ta thân là cái ta sở hữu là thuộc về cái ta sở hữu không phải là ta như vậy bạn mới có thể phá biên kiến sau đó tiến thêm một bước chúng ta nói là buông xuống thành kiến vì sao vậy rất nhiều phiền não đều là do thành kiến sanh ra thành kiến thì có nhân có quả thành kiến trên nhân thì gọi là giới thủ kiến thành kiến trên quả thì gọi là kiến thủ kiến Hai loại này kết hợp lại chúng ta gọi là thành kiến Trong Phật Pháp thì phân ra chi tiết Một cái thì nói nhân, một cái thì nói quả Thành kiến buông xuống rồi Thì có được sự lợi ích rất lớn Bạn được đại tự tại Vì sao vậy? Là tùy duyên Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Bạn mới có thể làm được Bất luận là người nào Nói điều gì cũng rất hay không có cái nào mà không hay Bản thân ta không có thành kiến Ta có thành kiến gì thì bản thân ta sẽ có tiêu chuẩn Phù hợp với tiêu chuẩn của ta thì được Không phù hợp với tiêu chuẩn thì không được Thì bạn sẽ đối lập với người Cho nên những việc này phải buông bỏ Loại thứ năm Không phụ thuộc vào bốn loại lớn ở phía trước Tất cả những cách nhìn sai lầm Quy thành một loại gọi là tà kiến Năm loại kiến giải sai lầm lớn này Chỉnh sửa trở lại Chính là tu đà hoàng của tiểu thừa Là Bồ Tát sơ tính dị vi giáo Các vị hãy nghĩ xem Chúng ta có đạt được sơ tính dị chưa Sơ tính dị chưa đạt được Vì hiện nay bạn đang học Phật Bạn học ở giai đoạn nào nếu như chúng ta dùng cách nói của trường học ngày nay để nói là nhà trẻ Lớp nhỏ nhất của nhà trẻ Thân phận của chúng ta là giống như vậy đó Vô lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp đều là học lớp nhỏ nhất của nhà trẻ Xưa đến giờ chưa từng lên lớp Bạn nói xem có hữu thiện hay không Vẫn tự cho là mình giỏi Như vậy thì hỏng rồi học lớp nhỏ nhất của nhà trẻ bằng hãy xem thầy cô cũng đòi lên cho chúng chiếc mũ tốt nghiệp chúng cũng cho là thật không biết được chẳng có ai thừa nhận chúng là trò chơi trẻ con mà chúng ta ngày nay học phật lấy trò chơi của trẻ con cho là thật sai lầm lỡ chỗ này cho nên đời đời kiếp kiếp không ra khỏi sáu cõi luân hồi trong đời này gặp được phật pháp được thân người gặp phật pháp không phải là chuyện dễ dàng đặc biệt là nghe được chánh pháp nghe được pháp đại thừa nhất định phải trân quý cái nhân duyên này đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã sai lầm trong đời này của ta không sai nữa trong đời này nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch Không thể sai lầm nữa Phải hiểu cho rõ ràng, cho minh bạch Phải ghi nhớ Là không thể rời xa kinh giáo Nghĩ nhiều về Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa còn tại thế Bạn nhìn xem Cả cuộc đời của Ngài Giảng kinh thuyết pháp 49 năm Hơn 300 hội Ngài chỉ làm cái việc này Mỗi ngày đều chỉ dạy chúng ta Nếu như bạn không phải là Huân tu học tập thời gian dài Thì làm sao bạn có thể giác ngộ Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật Không biết là Đã học Bao nhiêu lần rồi Tại vì sao vẫn không thể thành tựu Ở trong Phật Pháp Thời gian huân tu của chúng ta chưa đủ Nếu như chúng ta giống như Thế Tôn giảng dạy Cần mẫn như vậy Năm xưa ngày còn tại thế Một ngày giảng 8 giờ đồng hồ Thể lực của chúng ta không bằng ngài Suốt 49 năm không nghỉ ngơi Ngài cũng không có kỳ nghỉ phép Mỗi ngày đều giảng kinh Ở trong kinh chúng ta nhìn thấy Hai thời giảng kinh Ấn Độ ngày xưa Chia ngày đêm ra thành sáu thời Cho nên hai thời chính là tám giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta Ấn Độ ngày xưa là ban ngày ba thời Ban đêm ba thời Họ phân thành sáu thời Hiện nay chúng ta phân thành 24 giờ đồng hồ Cho nên gọi là tiểu thời Tiểu thời là do cách phân mà có Cho nên mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ Suốt 49 năm không nghỉ ngơi Chúng ta ngày nay gọi là yêu nghề Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta xem Bạn xem tinh thần yêu nghề của Ngài Nếu như chúng ta đi theo Ngài Để nghe kinh Mỗi ngày Ngài giảng 8 giờ đồng hồ Mỗi ngày chúng ta nghe giảng 8 giờ đồng hồ Ngài giảng 49 năm Chúng ta nghe cũng 49 năm Làm sao có đạo lý không khai ngộ được chứ Chúng ta nghe chưa có đủ hơn nữa ngày nay việc nghe kinh vẫn còn khó khăn Tại vì sao khó khăn? Không phải thật sự là nghe Hình như là đang ở đó nghe kinh Thật sự thì trong đầu suy nghĩ lung tung Người xưa nói Miệng niệm di đà Tâm tán loạn Hiện nay xem ra việc nghe kinh Tâm vẫn là tán loạn Điều này chẳng có lợi ích gì Đây cũng là nguyên nhân chúng ta nghe kinh nghe Pháp Nhưng không thể khai ngộ Nghe kinh mà không biết kiên chú Chúng ta gọi là chuyên tâm Nhất tâm Sự nhất tâm này là vô nhị dụng Thật sự chuyên chú Thì trong lúc nghe kinh này sẽ không biết đến thời gian Thí dụ như hai giờ đồng hồ trong lúc nghe kinh bằng chuyên chú thì giống như chỉ có năm mười phút vậy. Làm sao mới có một chút thì hết giờ rồi. Đó là sự chuyên chú. Đó chính là chúng ta nghe giảng rất nhập tâm. Nghe kinh như vậy, hương tu thời gian dài lâu mới có thể khai ngộ. Sự khai ngộ nhanh hay chậm đó cũng là sự liên quan dưới túc căng trong quá khứ của bạn trong đời quá khứ của bạn đã được nghe nhiều trong đời này lại có cái duyên phần này nữa một môn thâm nhập huân tu lâu dài thì giác ngộ tương đối nhanh nếu như trong cuộc đời quá khứ ít nghe kinh thì trong đời này tuy là chuyên chú huân tu lâu dài thì thời gian phải tương đối bạn mới có thể khế nhập chúng ta hiểu rõ cái sự việc này hiểu rõ cái đạo lý này thì niềm tin mới được hình thành chỉ cần có thời gian hương tu lâu dài không nên gián đoạn chuyên tâm mà học tập trong lúc học tập Dạng duyên buông xuống chuyên tâm nghe kinh Nhất định Tâm không thể có gì dụng Một mặt nghe kinh Thì một mặt nghĩ ngợi chuyện khác Trên thực tế Các vị đồng tu Về mặt này tôi nhìn ra rất rõ Các bạn là thật hay là giả Tôi đều biết Có lúc nghe kinh Thì hai người vẫn đang nói chuyện Vẫn đang tán gẫu đại khái vẫn là ăn kẹo điều này là không được rồi hình như là đến là cho có hình thức có thể được lợi ích không vấn đề rất nhiều cho nên người thật sự học tập thì hiếm gặp được những người chân thật phát tâm học tập thật sự học thì họ có được thành tựu họ không phải là thật sự học vì sự thành tựu là rất khó rồi nhưng mà bạn có thể ngồi ở đó ngủ gục cũng tốt vì sao vậy là kết pháp duyên với đạo tràng này trong đời này không thể thành tựu thì đến đời sau có duyên phận rồi trong a là gia thức đã trồng thiện căn rồi đây là mức độ thấp nhất mà mọi người phải có còn như trong đời này có thể khai ngộ hay không Có thể được thọ dụng hay không Đây là vấn đề khác Đây là nói chánh định Tiêu chuẩn là phải đoạn kiến hoặc Tà định Tạo nghiệp Ngủ vô gián Đây là tà định ngủ vô dáng trong kinh địa tạng có nói nói nhưng không đủ tường tận nhưng mà chú giải của cổ đức nói rất là rõ ràng tuy là nói rất rõ ràng nhưng vẫn chưa đủ chi tiết vì sao vậy điều này đối với sự tu hành của chúng ta có mối liên hệ rất quan trọng Khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm của chúng ta Không biết bản thân đã tạo nghiệp tội Cũng không biết bản thân đã tạo bao nhiêu là nghiệp tội Không biết được Cho nên mới dám tạo mà không sợ Nhưng mà khi quả báo hiện tiền Thì bạn hối hận không kịp Vậy mới biết được vấn đề rất nghiêm trọng Nói tóm lại gần đây Chúng tôi tra Đại Tạng Kinh 25 bộ kinh luận ở trong đó Thế Tôn nói với chúng ta Về tội báo của địa ngục Sau khi xem xong Thì thất kinh hồn vía Khởi tâm động niệm thật sự Giống như những điều trong kinh Địa Tạng đã nói Cái nào cũng là nghiệp Cái nào cũng là tội Phải đem khởi tâm động niệm của bạn Chuyển lại thành chánh niệm Không còn một niệm nào là vì bản thân mình Mà là vì chánh pháp cổ trụ Vì giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Phá mê khai ngộ lìa khổ được vui Cái ý niệm đó khởi lên đều tương ưng với điều này Tôi nói với các vị đồng tu Tôi mất khoảng 40 năm mới chuyển trở lại được Bạn thử nghĩ xem Chuyện này không phải là dễ Tôi học Phật năm nay là đã 53 năm rồi Cái ý niệm này của tôi chuyển trở lại được có 11, 12 năm Khởi tâm đồng niệm là vì chánh pháp cũ trụ Khởi tâm đồng niệm là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ Liệt khổ được vui Không còn nghĩ đến danh danh lợi dưỡng Cho bản thân mình nữa Bản thân mình không còn ham muốn Hưởng thụ Ngũ dục lục trần chút nào nữa Không còn nữa Cho nên sự giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là, là tôi nắm chắc Ý niệm quyết định tất cả bình thường sáu chữ hồng danh không nên gián đoạn ở mọi lúc và mọi nơi luôn niệm thầm ở trong tâm vì sao vậy bạn không niệm phật thì bạn sẽ khởi vọng tưởng khẳng định là như vậy khởi vọng tưởng thì nhất định là tạo nghiệp luân hồi Ta hiện nay trong 24 giờ đồng hồ Thời gian ta niệm Phật nhiều Hay thời gian để tâm thanh tịnh được nhiều Hay là thời gian khởi vọng tưởng nhiều Với cách này bạn thân nghĩ tính Bài toán xem Bản thân bạn sẽ đi con đường nào Thì bạn sẽ biết rất rõ ràng, rất minh bạch Không cần hỏi người khác Bạn đi vào tam đồ Hay là lên cõi trời Hay là bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc Vậy thì không phải rõ ràng rồi sao Đâu cần phải đi hỏi người khác chứ Cậu Đại Đức nói với chúng ta Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Là tương ưng Ở trên kinh Thế Tôn nói với chúng ta về nhân quả Cái nhân quả này đáng sợ đến mức độ nào Bình thường chúng ta đối người tiếp vật như thế nào Thì quả báo đời này hoặc đời sau nhất định sẽ trả lại Không có người nào có thể trốn thoát Hiểu được cái đạo lý này Tại vì sao chúng ta không dùng tâm quan nghĩ Dùng thiện ý mà đối với người Thì người ta đối xử lại với bạn Cũng là dùng thiện ý Tôi nhìn thấy người này không hài lòng Tương lai sẽ có rất nhiều người nhìn bạn Cũng không hài lòng Đây là sự việc phiền phức Quả báo không chỉ có một Nó liên quan rất nhiều nếu ta tùy ý phê bình người này hủy bán người kia thì vào trong địa ngục ở cái địa ngục này tất cả mọi người sẽ hủy bán bạn tất cả mọi người đều làm nhục bạn phiền phức lớn rồi không phải nói là quan gia trái chủ của bạn lúc gặp bạn họ mới đòi nợ vào trong địa ngục không phải là như vậy khi bạn vào địa ngục hủy bán thì mắt bạn thấy tai bạn nghe toàn là những lời hủy bán bạn chiêu cảm quả báo này bạn nói xem bằng việc gì phải như vậy Không biết được sự nghiêm trọng của việc này Tôi đã nói nhiều như vậy Đây là của tiểu thừa Ở trên kinh đại thừa Kinh đại thừa nói có rất nhiều kiểu Ở trong Đại trí Độ Luận có nói Chánh định tụ Chắc chắn phải nhập Niết bàn Cái mức độ này rất cao Không giống với điều đã nói ở phía trước Phía trước bạn xem chánh định của tiểu thừa Chỉ cần phá kiến hoặc Thì được tính là chánh định Điều này thì Quá là cao Ta định Thì chắc chắn đi vào ác đạo Ác đạo này lục đạo cũng là ác đạo Bạn không ra khỏi luân hồi Loại thứ ba này Đây là bất định Ngoài ra ở trong Thích đại diễn luận Nói tiền thập tính là tà định tụ Bất tính Nghiệp quả báo cố Tam hiền thập thánh Đều là thập trụ Thập hành, thập hồi hướng, thập địa Đây là chánh định tụ Vì sao vậy? Vì họ bất thoái Thập tính gì? Gọi là bất định tụ Thập tính lên lên xuống xuống Họ có thoái chuyển Ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận Cũng là nói cách này Cách nói thứ hai Tiền thập tính Cùng với thập tính gì đều là tà định quả đại giác điều này mới gọi là chánh định đại giác là quả gì cứu cánh của như lai hay nói cách khác chánh định chỉ có một người thành phật mới là chánh định bồ tát tam hiền thập thánh đều là tà định tụ cái cách nói này cũng có thể nói thông tam hiền tập thánh này họ cũng phải từng bước từng bước nâng cao lên có lúc cũng bị thoái chuyển chúng ta biết trong kinh phật có nói thật sự được tam bất thoái vì bất thoái hành bất thoái niệm bất thoái bát địa Bác địa mới được gọi là bất động địa thất địa bồ tát vẫn bị thoái chuyển niệm của họ thoái chuyển vì không thoái hạnh không thoái mà niệm thì thoái Cho nên thật sự đạt được bát địa trở lên Mới là tam bất thoái chân thật Cái điểm này Các đồng tu học Phật chúng ta Phải quý trọng Vì sao vậy? Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Cho dù sanh đến phàm thánh Đồng cư độ Hà hà phẩm Ở trên kinh luận đều nói với chúng ta Là viên chứng tam bất thoái Điều này thật là tuyệt viên chứng tam bất thoái bát địa trở lên cho nên sanh đến thế giới tây phương cực lạc bạn xem trong 48 nguyện đã nói trong kinh cũng có nói 48 nguyện là a di đà phật tự nói ra trên kinh là thích ca mâu ni phật nói với chúng ta sanh đến thế giới tây phương cực lạc là, đều làm a duy -di diệt chí bồ tát cái câu này quan trọng vô cùng A-duy-diệt-chí à, 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 Là trên kinh vô lượng thọ dịch Kinh Di-đà gọi là A-bệ-bạc-chí Đây là tiếng Phạn Diệt phiên dịch này không như nhau Nhưng có cùng ý nghĩa Đây là diên chứng tam bất thoái Phạm thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng sanh Thì chưa đoạn một phẩm phiền não nào Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lại có thể làm a duy diệt chí bồ tát cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin sự khó tin này không phải là phàm phu chúng ta phàm phu chúng ta tin thì rất dễ bồ tát thanh văn duyên giác họ cũng không tin họ nghe lời nói này thì cho rằng điều này chắc chắn là không thể làm gì có cái đạo lý này trên lý nói không thông trên sự cũng chưa nghe nói qua đây thật sự gọi là pháp khó tin cho nên chúng ta phải biết trân quý không dễ gì mà gặp được trong một đời này của chúng ta có thể thành tựu bạn thật sự muốn thành tựu thì nhất định phải ghi nhớ tịnh nghiệp tam phước nhất định không thể lơ là cho nên ngày nay tình tông học viện của chúng tôi ở úc châu tôi cố gắng hết sức khuyên nhủ tu hay không tu đó là việc của bản thân mỗi người hiện nay chúng ta phải biết tào lưu dân chủ tự do mở rộng không ai có thể can thiệp vào việc của ai hiện nay cha mẹ cũng không thể can thiệp vào chuyện của con cái thầy giáo không thể can thiệp học trò người xuất gia chúng ta cũng như vậy mỗi người tự cầu được nhiều phước, không ai dám quản lý. Bản thân bạn có thể thành tựu hay không, bản thân bạn phải giác ngộ. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết trách nhiệm khuyên nhủ, nói cho bạn rõ ràng, thông suốt. Bạn có thể thành tựu thì rất tốt, không thể thành tựu mà đọa vào a-ti địa ngục cũng tốt. Lời của tôi nói là sự thật Tại vì sao nói đọa vào A Tỳ Địa Ngục cũng tốt vậy A Tỳ Địa Ngục là để tiêu nghiệp chướng Bản thân bạn tạo nghiệp chướng Bạn không tiêu nghiệp chướng thì không được Cho nên A Tỳ Địa Ngục là tiêu nghiệp chướng Là tiêu ác nghiệp Trời dục giới là tiêu nghiệp thiện Bạn tạo nhiều nghiệp thiện thì lên trời tiêu nghiệp Đều là tiêu nghiệp Sau khi tiêu nghiệp rồi Nghiệp tận tình không Thì bạn mới có thể kế nhập Phật Pháp Phật Pháp này chính là tự tánh Mới có thể kế nhập tự tánh Cả thấy đều là tiêu nghiệp Cho nên các vị hiểu được cái đạo lý này Nếu như bạn gặp người khác làm hại bạn Thì bạn rất quan nghĩ Tại vì sao vậy? Tội nặng trở nên nhẹ Bây giờ bạn mắng tôi Bạn hủy bán tôi rêu rao sanh sự Thì tội nghiệp của tôi hiện nay Được quả báo nhẹ Không phải đòi vào tam độ Hiện nay nếu nghiệp báo không tiêu Thì tương lai đòi vào tam độ Vì thì rất phiền phức Cho nên người nào đến mắng ta Thì ta dập đầu đảnh lễ họ Tại vì sao vậy? Phải cảm ơn họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta Bạn xem Họ không sợ đòi địa ngục Mà thay ta tiêu nghiệp chướng Ta phải cúi đầu cảm ơn họ cho nên không thể có tâm oán hận có tâm oán hận thì họ bị đọa ta cũng bị đọa đọa vào địa ngục đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt điều này rất khổ cho nên nhất định phải giác ngộ nhất định không thể kết oán với người khác nếu như có oán kết thì nhất định phải quá giải phải biết hóa giải không thể kết oán đây là nêu ra vài thí dụ để nói rõ đại thừa cùng tiểu thừa ba câu này cách nói không như nhau hiện tại quay trở lại cái sự việc này của chúng ta tịnh độ thì nói như thế nào đây những điều tịnh độ đã nói các vị đã xem ở trong kinh văn Nhân hữu thiện nam tử thiện nữ nhân đây là điều kiện cần có trước các vị phải ghi nhớ Mấu chốt là ở chữ thiện này Họ không nói nhường hữu Nam tử, nữ nhân Nếu như nói nam tử, nữ nhân Vì thì tất cả chúng ta đã có ở trong đó Nếu như thêm vào chữ thiện Vì thì chúng ta có đủ điều kiện này hay chưa Tự mình hãy thử nghĩ xem Cái điều kiện này Tôi có nói cái tiêu chuẩn này Cho các vị đồng tu Chính là tình nghiệp tam phước Điều đầu tiên của tình nghiệp tam phước Mà làm được thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân Xanh vào phạm thánh đồng cư độ Làm được điều thứ hai Cả hai điều bạn đều làm được Bạn là thiện nam tử thiện nữ nhân Thì sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Phương tiện hữu dư độ Làm được cả thấy 11 câu của tịnh nghiệp tam phước Bạn là thượng thiện Cho nên cái thiện này có thượng thiện, trung thiện, hạ thiện Có ba phẩm này Làm được cả ba Đây là thượng thiện Thượng thiện niệm Phật Thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ Bởi vì thượng thiện phát bồ đề tâm Đọc tụng đại thừa Khiến tấn hành giả Chính là tự hành hóa tha Tự hành hóa ta Nhất định sẽ sanh vào thật báo trang nghiêm độ Cho nên việc này không thể xem thường cho nên tu hành Tất cả các pháp môn khác Tôi đều dừng lại Vì sao vậy? Làm không nổi Trước tiên tôi sẽ dựng nền tảng Cho nên tôi khuyên mọi người bắt đầu từ đệ tử quy Thập thiên nghiệp đạo Đại sứ Ấn Quang dạy cho chúng ta là Thái Thượng Cảm ứng Thiên Hội Biên An sĩ Toàn Thư An sĩ Toàn Thư quan trọng nhất là Văn xương đế quân âm chất văn Đều là thuộc về điều thứ nhất Của tình nghiệp tam phước Chúng ta dùng những điều này để học tập Thì mới có thể thực hiện được Thật sự là thiện nhân Ở trong lục đạo Cho nên không thể lấy chút thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh nước kia Thế giới cực lạc ở nơi đó Là các vị thượng thiện nhân Đều sống chung ở một nơi chúng ta tuy không phải là thượng thiện nhưng mà cũng là người thiện cùng với thượng thiện vẫn có mấy phần tương ưng như vậy mới có thể đi được nếu như không phải là thiện nhân thì không đi được cái chữ này là mấu chốt nhược dĩ sanh là họ đã giảng sanh rồi điều này không có nói Nhược đương xanh Đương xanh là chúng ta hiện nay Chúng ta hiện nay đang cầu giảng sanh Cho nên cái câu nói này Nói đến chúng ta Giai tất trụ ư chánh định chi tụ Cái câu nói này không thể nghĩ bàn Cùng với những điều Phật nói trên kinh Đại thừa tiểu thừa là khác nhau Chánh định chi tụ này của chúng ta là cái gì? Chính là ba chữ tính hạnh nguyện Bạn chỉ cần có đủ tính nguyện hạnh Thì bạn là chánh định chi tụ Tôi đối với Tây Phương tình độ tinh sâu không nghi Tôi nhất tâm nhất ý chỉ cầu sanh thế giới cực lạc Cái câu này rất quan trọng Nhất tâm nhất ý bạn vẫn còn tham luyến những thứ ở thế gian này thì bạn là tam tâm nhị ý bạn đã phá mất nhất tâm nhất ý rồi đến lúc không thể giảng sanh thì bạn không thể trách ai tam tâm nhị ý thì không thể giảng sanh phải nhất tâm nhất ý phải nhất tâm nhất ý, nhất tâm, nhất ý buông bỏ cái thế gian này thế duyên phải buông bỏ xuống được không thể không buông bỏ không buông bỏ thì không được Phải tu thuần tịnh thuần thiện Đây chính là chánh định tù của tịnh độ Nhất định được giảng sanh Danh vọng lời dưỡng Cửa thế gian phải buông xuống Ngũ dục lục trần phải buông xuống Nếu như bạn còn một chuyện không thể buông xuống Thì đó là chứa ngại Thời mạc Pháp Phải nghĩ đến sự thành tựu Tôi nghĩ đến Đại sư Ấn Quang Những lời giáo huấn của Ngài Đạo tràng nhỏ Ngày dạy cho chúng ta Số người trong đạo tràng Không thể vượt quá 20 người Bởi vì đạo tràng nhỏ dễ duy trì Có vài người hộ pháp đắc lực Mức độ sinh hoạt thấp nhất Thì bạn có thể yên tâm Bạn có thể không phan duyên Ở trong cái đạo tràng nhỏ này Ngài nói rất là hay Không làm Pháp hội Không làm kinh sám Phật sự Không truyền giới Không thu nhận đệ tử Thậm chí cũng không giảng kinh Thời khóa hàng ngày Chính là Phật thức thường xuyên Quanh năm là Phật thức thường xuyên Ngày xưa khi Ngài còn tại thế Ở núi Linh Nham là làm như vậy Số người nhiều thì xây thêm một đạo tràng nhỏ nữa Ở nơi khác Với cách này Thì người thành tựu sẽ nhiều Đạo tràng lớn thì việc nhiều Giao tiếp nhiều Không có cách nào để định tâm Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Cái cơ duyên như thế này Trăm ngàn dạng kiếp có gặp được Nếu như bạn không biết Vẫn đi làm những thứ khác Vì thì sai rồi Chúng ta đã là người xuất gia Việc thế gian vẫn đi hỏi để làm gì Ba mươi năm trước Hàng quán trưởng có một người em họ Pháp Sư Thanh Độ Đồng tu Nhật Bản Đại khái vẫn biết gì này Ông qua đời đã lâu Đến thăm Đài Loan Anh họ của quán trưởng Ông có mối quan hệ rất tốt với người Nhật Ông là người Đông Bắc. Đông Bắc lúc đó thuộc nước Mãn Châu, ông đã làm quan ở Mãn Châu, chức vụ đó cũng không nhỏ, cho nên có mối quan hệ rất tốt với người Nhật. Đến Đài Loan có gặp tôi. Pháp sư Tịnh Không à? Ông có muốn phong hàm tiến sĩ không? Ông ở bên đó rất thân với trường đại học. Ông ấy nói tôi có thể giúp pháp sư được phong hàm tiến sĩ. Tôi không dám làm cái này để làm gì Không có cần thiết Đài Loan vào lúc đó có mấy vị Pháp Sư Được phong hàm tiến sĩ Ở Nhật Bản Đều là do ông ấy làm giúp Tôi nói tôi thật sự học Phật Chăm chỉ niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Nếu như thế giới Tây Phương cực lạc Phong hàm tiến sĩ cho tôi Thì tôi đồng ý nhận Sự việc này tôi không cần vì chẳng có chỗ dùng Tôi cần nó để làm gì Hai năm tôi ở Úc Châu Trong hai năm thì có hai trường đại học tặng cho tôi Học gì tiến sĩ Lúc đầu vị hiệu trưởng đã nói với tôi Tôi từ chối Cuối cùng vị hiệu trưởng nói với tôi Người nói Pháp Sư không nên từ chối thế giới loạn như vậy rồi hòa bình không thể thực hiện được ông ấy vì tôi mà đã nói chuyện với tôi rất nhiều lần ông ấy nói quan niệm của pháp sư thật là có giúp ích cho họ nhưng mà liên hiệp quốc tổ chức hội nghị hòa bình này đối tượng đều là học giả chuyên gia đều là giáo sư đại học họ không tìm người xuất gia cho nên ông ấy Mong muốn trường đại học Tặng cho tôi Cái học vị này Đồng thời mời tôi làm giáo sư Mục đích là muốn tôi đại diện cho trường đại học Tham gia hoạt động hòa bình của Liên Hiệp Quốc Ông ấy nói với tôi như vậy Tôi chẳng có cách nào từ chối Cho nên Năm ngoái Tôi tham gia hội nghị của Liên Hiệp Quốc Ở Bangkok Năm nay tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc Ở Nhật Bản Là đại diện cho trường học Đi tham gia với vai trò là Học giả giáo sư của trường đại học Chính là vì Mục đích Tạo sự thuận lợi cho hoạt động này Phải hằng thuận chúng sanh Nếu không thì cần học gì nên để làm gì Không cần thiết những vị hiệu trưởng giáo sư của trường đại học tâm địa rất là nhân từ đối với việc hóa giải xung đột xúc tiến ổn định hòa bình họ thật sự có tâm đang suy nghĩ nhưng mà không có cách nào để áp dụng tôi khuyên bảo họ là thay đổi quan niệm phải bắt đầu từ trong tâm của chính mình Đây là điều mà Phật Pháp đã nói Tự mình chưa độ mà đi độ người Thì không thể thực hiện được Không có đạo lý này Ta muốn giúp mọi người có được sự hòa bình Trước tiên thì thân tâm của mình phải hòa bình Tôi đã tham gia công tác này rất nhiều lần Năm nay lại tham gia hội nghị hòa bình ở Indo Hội nghị học giả quốc tế Hồi giáo Tổ chức ở Jakarta Vô cùng hiếm hoi Lần tổ chức này Họ mời hơn 100 quốc gia Trên thực tế đến tham dự là 48 quốc gia Có hơn 200 đại biểu Họ mời tôi diễn thuyết trong đại hội Rất là khó Đây là quốc gia Hồi giáo Cả thấy đều là tín đồ Hồi giáo Hơn nữa họ đều là người có chức phận Không phải là trưởng lão ở trong giáo hội Mà là giáo sư của các trường đại học Hoặc giả là người đã dị hưu Là quan chức chính phủ Còn có một số sĩ quan cao cấp chúng tôi cũng tham dự với vai trò là học giả tuy là tham dự với vai trò là học giả tôi vẫn mặc y phục của người xuất gia cho nên có mối quan hệ rất tốt với mọi người họ nói với tôi là vẫn còn một hội nghị nữa hy vọng là tôi sẽ tham gia một hội nghị của hội giáo trên toàn thế giới, hội nghị rất là lớn, có hơn một quốc gia tham dự. Địa điểm tổ chức là ở Maroc Bắc Phi. Thời gian dự kiến là tháng 9 năm nay. Bây giờ thì giờ lại sang năm rồi, vào khoảng mùa xuân năm sau. tôi đã nhận lời điều này rất là hiếm hoi phật giáo chúng ta sẽ thành lập mối quan hệ rất tốt đối với hồi giáo chúng ta đều mong muốn có được ổn định hòa bình mọi người đều có chung nguyện vọng cho nên để hóa giải xung đột giúp cho xã hội này ổn định hòa bình đây là ý nghĩa hiện tiền của chúng ta tôi nói ý nghĩa đầu tiên tôi nói phải thực hiện được ý nghĩa đầu tiên của hiện nay chúng ta cần hòa bình nếu như đồng loạn bất an cho dù là dân tộc nào cho dù là tôn giáo nào đều sống rất là đau khổ sự nghiệp thế xuất thế gian đều phải chịu sự ảnh hưởng rất lớn cho nên sự ổn định hòa bình là vấn đề bức thiết ngày nay cần phải giải quyết chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực để làm cái công việc này cho nên nói là không cần thiết chúng ta thật sự buông xuống vạn nhiên. ngày nay tôi không tìm ra được người thay thế nếu có thể tìm được người thay thế tôi dạy cho họ làm như thế nào là được rồi bản thân tôi không cần phải xuất hiện cũng không cần phải vất giả như vậy lần trước ở gia cát ta tham dự hội nghị này sau khi trở về úc châu thì tôi bị bệnh tôi bị bệnh không đi khám bác sĩ cũng không uống thuốc tôi chỉ yên tĩnh tịnh dưỡng để sức khỏe hồi phục tự nhiên đây là cách tốt nhất phục hồi sức khỏe ăn uống trong cuộc sống hàng ngày phải đặc biệt chú ý từ lần đó Chúng tôi có được một kinh nghiệm, cái kinh nghiệm này tôi cũng nên chia sẻ với các vị đồng tu. Tại vì sao tôi lại bị bệnh vậy? Ở trong khách sạn máy lạnh quá lạnh. Bởi vì tôi nghĩ khí hậu ở Jakarta giống như Singapore, cho nên chỉ mang theo toàn là quần áo mỏng của mùa hè. Không có mang theo quần áo ấm, không nghĩ rằng máy lạnh lạnh đến như vậy cho nên ban đêm khi đi ngủ không khí quá lạnh nên bị cảm mặc dù mền đắp ở khách sạn rất dày nhưng vẫn bị cảm lạnh từ chỗ này chúng tôi học được kinh nghiệm hành lý khi ra khỏi nhà thì phải mang theo y phục của bốn mùa kế sách cho sự an toàn điều này hy vọng các vị đồng tu phải chú ý bởi vì du lịch ở nước ngoài Ban ngày tuy là rất nóng Khách sạn càng cao cấp thì càng lạnh Chúng tôi ở khách sạn 5, 6 sao gì đó Cho nên rất là lạnh Điều này chúng ta phải chú ý Phải rất cẩn thận Cho nên bây giờ khi tôi ra đi khỏi nhà Thì đều mang theo y phục bốn mùa Xuân hạ thu đông Một lần không may thì liền biết được có rất nhiều sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân chúng tôi có mỗi việc ngủ thôi thì không thể chịu rét không thể chịu lạnh ngoài ra còn việc ăn uống ăn uống đương nhiên là chúng tôi ăn chay vấn đề ăn chay thì ở trong khách sạn xử trí họ dùng rất là nhiều bột ngọt không thể ăn được bột ngọt đối với bao tử đối với thận thì có hại vô cùng lần này ở khách sạn trong việc ăn uống chúng tôi không có thêm bột ngọt vì cẩn thận nhất quyết dặn dò nhà bếp không nên sử dụng bột ngọt lại còn có những món chiên nướng không thể ăn ăn vào rất là nóng đều phải cẩn thận phải rất cẩn thận Thân trọng mà đề phòng Tôi rất ít khi bị bệnh Cho nên chuyến đi này Đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm Không thể không cẩn thận Bình thường thì cũng sơ ý Sự sơ ý lần này Đã đem lại sự phiền phức Chúng ta biết Chánh định tụ mà tịnh độ tông đã nói tuy nhiên tính nguyện hạnh ba chữ tính nguyện hạnh phải có sự nhận thức chính xác nhất định không thể hiểu sai trong yếu giải có đại sư ngọc Ích nói rất hay thứ nhất là phải tin mình phải tin tưởng chính bản thân mình tin tưởng bản thân mình có phật tánh tin tưởng phật tánh của chính mình cùng với chư phật như lai là không ai không khác chư phật như lai đã giác ngộ rồi chúng ta thì còn mê chúng ta khác với chư phật như lai ở chỗ nào chính là mê ngộ khác nhau nếu chúng ta giác ngộ rồi sẽ không có gì khác với chư phật như lai làm sao để phá mê khai ngộ? Phải tìm ra nguồn gốc của sự mê hoặc thì bạn mới có cách để thực hiện. Cái nguồn gốc đó chính là phải đoạn tham sân si. Phải tu sửa lại quan niệm sai lầm của bản thân mình, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Lấy tiêu chuẩn nào để tu Tiêu chuẩn của kinh luận Cùng Pháp thân Bồ Tát Là những gì giàu kinh nghiệm Các ngài là những tấm gương tốt nhất Cho chúng ta học tập Trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn Ngài đã dạy cho chúng ta tứ y Pháp Câu đầu tiên là y Pháp bất y nhân pháp là kinh điển kinh điển mới thật sự đáng dựa vào thật sự đáng nương theo không thể y theo người con người họ không chứng được cực quả cứu cánh ngày nay ở trong phật pháp chúng ta rất nhiều nơi thật là gay go là y theo người mà không theo pháp rất dễ bị mắc lừa rất dễ bị người ta lừa gạt điều này thì không nên Chúng ta học Phật Phải có lý trí Câu cuối cùng Phật dạy cho chúng ta đó là Y trí bất y thức Trí là lý trí Thức là cảm tình Không thể làm việc theo cảm tình Chúng ta phải y vào lý trí Lý tánh Chúng ta kính trọng Là a di đạo Phật Là Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật Chúng ta là y theo lời giáo huấn trong kinh điển Không thể mù quáng mà đi tôn thờ người nào đó Vậy thì bạn sai rồi Bởi vì hiện nay con người mê thì nhiều, giác thì ít Có quan niệm sai lầm rất là nhiều Tôi thì bị mệt mỏi nhiều với cái hư danh này Trung Quốc tôi thường hay đi về đó nhưng vì sao không thể trở về người mê tín rất nhiều sùng bái pháp sư tịnh không khi đi về đó người đến xem tôi quá đông ngăn cản không nổi có một năm tôi đến thượng hải sau khi xuống máy bay Vẫn còn giữ bí mật Không cho mọi người biết Khi vừa xuống máy bay Thì xung quanh phi trường Có hơn 3.000 người đón chờ Tôi sợ hết sức Sau này không dám nữa Bạn nói xem người đông như vậy mỗi một người đều đến bắt tay thì cái tay phải xưng phù lên thật là khủng khiếp còn việc chụp hình cái vấn đề này mới nghiêm trọng chụp hình thì tia sáng làm chói con mắt tính thoảng chụp một hai tấm hình thì không có gì nếu như bạn chụp liên tục mấy chục tấm hình thì mắt sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu bạn không chịu chụp hình Thì họ nghĩ Pháp Sư không tự bi Lên mặt tự cao Có đủ lý do để nói Cho nên đành phải cố gắng Tìm cách né tránh mà đi Đây là những kinh nghiệm Cho nên con người không nên nổi tiếng Khi đã nổi tiếng rồi thì thật là khủng khiếp Đây là những kiến thức Phổ thông không thể không biết Cố gắng tìm lối tránh mà đi đối với người tu học nhất định sẽ có lợi ích có điều lợi ý nghĩa ở phía sau rất dài